Hello, tất cả anh em. Rồi, mình sẽ ghim cái link tải lên đây cho anh em nhé. Buổi tải buổi open đầu tiên này anh em ơi. Ui, tí tí nữa tôi sẽ té chạy đến bãi cho anh em xem. Ui giời, nó đồng kinh khủng. Hello tất cả anh em nhé. Rồi bác Hồ Hải Bắc nhé, mua Việt TV bác ơi. Ui trời, con mù này nó đồng kinh khủng luôn. Vừa với em ở bên server 1 em về đây xong. Nó đồng dã man anh em ạ. Rồi bây giờ này em sẽ hướng dẫn anh em, thứ nhất là cách nhập code dev này. Thứ nhất là anh em cách nhập code dev, thứ hai là anh em làm nhiệm vụ nhá. Thứ nhất này, anh em vào game anh em ấn enter. À, anh em ấn LV3. Enter. Đấy. Này là anh em làm nhiệm vụ luôn này. Đây là A lên này, anh em có chạy điểm master nhé nữa nhá. Đấy, rất đơn giản. Rồi xong bây giờ em bấm lên sẽ mua đồ nhé. Mua đồ xong em sẽ hướng dẫn anh em, tất cả anh em cái đây, em phải mua đồ đây. Hướng dẫn anh em luyện skin đây là hiện tại Mạnh đang chơi con này là con Dark White anh em ơi. Còn Dark White lúc đầu thì chơi nói chung là mọi thứ săn boss lúc đầu nó rất ok, nhưng mà PK thì lúc đầu nó cũng không ổn cho lắm. Đây mà nhưng mà mình vẫn cứ thích cái con này lúc đầu. Đấy, bèn đi mua sách đi, sách ngoáy rồng này. Hello bác Thành Dương nha, hello em cò nha. Úi rồi lâu lắm mới thấy anh em đấy. Anh có hướng dẫn kiếm tiền ở đâu ra không anh? Có. Cái này kiếm được tiền anh em có thời gian hay không thôi. Nếu anh em có thời gian một ngày ở cái mú này kiếm được 200 đến 500 nghìn, có ngày khả năng tiền triệu cũng có. Quan trọng là anh em có thời gian anh em chơi không. Dám khẳng định với anh em luôn đấy. Đây, đây có là cả lệnh cộng điểm nhé. Hiện tại bây giờ mình xem sức mạnh của mình nó thiếu bao nhiêu này. 158 AD sở trang này, 158 này. Có lệnh cộng điểm trong game luôn nhé, anh em nhìn chưa. Ok chưa. Nhanh nhẹn thì giờ hiện tại bây giờ mình cần thiếu bao nhiêu này. Nhanh nhẹn mình có tăng khoảng tầm 1.000 đi nhỉ, 982 à. Rồi 1.000 nữa. Vít mình có tăng khoảng tầm 45 này, à 85 đi, cho nó là 100 đi, còn nó mình cộng hết e. Con này nó thiên về phép thuật nha anh em nhé. Ô bỏ mẹ tôi rồi. Hắn thiếu có 5 5 5 điểm vào sức mạnh. Thì vít đi tăng điểm 5 điểm vào sức mạnh. Hello bác Ngọc Phú nhá. Rồi, 75, ok chưa? Đấy, một set đồ của con Dark White này luôn. Đó. Đây là tất cả anh em nhé. Hiện tại trên fan girl của Mạnh hiện tại live 3 game nhé anh em nhé. Hiện tại Mạnh live 3 game. Sáng Võ Lâm, trưa MU, tối là Kiếm Thế nhá anh em ơi. Tất cả anh em xem live vui vẻ. Xin phép anh em một chút bổ và xẻ phép. Cái con này con game ngày đầu tiên, hôm nay ngày đầu tiên open. Bây giờ xong cái này mình sẽ chạy lên map cho anh em xem. Đồng lắm. Vừa tôi bên xem là một xong chật cứng người bên đấy xong. Kiếm Thế server hình như sắp sập rồi đó. Kiếm Thế anh không biết. Hello Liêm nhá. Linh lệnh ở đâu? Đây lệnh đây, để tôi gửi lên đây cho anh em. Để tôi gửi đến nhóm luôn, cho thử nhóm cho anh em mình luôn.
Đây, về lạnh lên cho anh em cái. Gần mẫu lắm mà lỡ đập con PC nát rồi giải bạn lại chiếu rồi nát thì mua con mới bạn ạ, tự nhiên mình được dùng con mới mà đúng không, mua sao băng này, mua được tố chưa, được mình chưa, mình mua bằng tuyết à, mua sao băng trước đi, ngoáy rồng đi rồi lên sở tay đi nhé, lên map sở tay đi cho anh em đang chay là trên đây đây trên đây. Úi rồi ôi rồi má ơi đồng thế, úi rồi bãi đầu tiên này, ôi bãi này khỏe quá đi méo anh được, bãi này khỏe quá, tôi lên nót 7 đan 2 xem này, ôi ui mà tìm còn slot không anh em, xin một slot, xin anh em một slot xem còn nữa này, mật khẩu 123 cái này nó có cả đấy tất 123 đấy rồi đấy anh em nhìn chưa, có mật khẩu đầy đủ luôn đây, anh em ấn Z lên nhá, Z lên cài skin nhá, hiện tại tôi chơi mương tuyết này, tôi sẽ xài skin này, đây có cả nhặt đồ nữa này, đầy đủ auto này miễn phí hết nha anh em nhá, nhìn này chưa, ok chưa. Đấy, tự đánh này, auto tự đánh này. Đây hiện tại tôi sẽ mặc chơi cái là gõ cái lệnh là reset cái này, nó mất mất thằng gen này. Và từ từ tôi ra ngoài tôi thay đổi nhân vật, tôi ra ngoài nhập con đét á. Quên mất, hướng dẫn anh em nhập có nhận nhập con đét luôn nhá anh em nhé. Hello tất cả anh em nhé. Đây hướng dẫn anh em nhập con đét á, quên mất. Quên mất lại chưa nhập là nhập con đét. Đây. Thay đổi nhân vật vào đây. Hiện tại tôi sẽ quay màn hình và tôi hướng dẫn anh em cách nhập code dev, đăng nhập này. Vào đây gõ tên tài khoản của mình ra này. Đấy, mật khẩu đây, mình đăng nhập vào quét này. Ok chưa anh em? Đấy. Sau là mình sẽ vào cái phần cái chỗ nhận cái code dev này anh em nhé. Anh em nhìn cái chỗ phần cái code dev này, nhận đây này. Chọn tên nhân vật. Ví dụ anh em chơi nhân vật nào thì anh em ấn vào đấy, ví dụ tôi đang chơi con trắng ăn nghẹo này này. Đây mã có test ghi ở đây này, có test 3 ngày này, anh em copy cái này vào chưa, sao chép ấn ví dụ ấn vào đây thực hiện, anh em sẽ nhận thành công có test 3 ngày, tài khoản bạn sẽ được một con gấu 3 ngày này đấy, ok chưa, đấy nhờ có test đơn giản thôi, bảng xếp hạng đây, đây từng đây người bảng xếp hạng này mắc là 50 người, còn ở dưới nữa không xem được, chỉ xem được 50 người thôi anh em nhé, tối đa xem 50 người đấy, còn nó mốc lạp thì cho anh em xem qua mốc lạp một chút này. Bốc lạp này nó chỉ có ngọc với anh em chưa, chỉ có ngọc với cái đồng xu này là win 2 này, mấy dinh pen này, đấy thế thôi, còn nó không bot biết là anh em tự săn rồi. Ôi con đét tôi nhập rồi, giờ tôi vào trong game mới mày mẹ đi game này, vào lại cái ok nào, bây giờ tôi sẽ vào một server này. Rồi, và lại cái party của bạn là bạn cô tách được cái 1 2 3 rồi full rồi anh em, rồi anh em ơi, đây tôi đang chai cái map Atlant 2 nhé cả nhà ơi, chúc tất cả anh em xem live vui vẻ may mắn nha anh em. Wow, vừa ra ngoài nhập có con đét cái vào cái cún luôn à, đây ông cổ tích này có cún rồi à, đâu quên mất cái này là cái ông ấy reset rồi, ra nhận cái con đét
33 này. Có vỗ lại ngọt tôi chết á. Đây mình đi dắt thường đi, tăng vào năng lượng đi. Đấy. Rồi, 23. Rồi, ok. Vào party hôm này rồi này. Mua đồ giày ép ở đâu? Mua đồ giày ép ở Lozen đấy bạn ơi. Ở ngay cái map Lozen đấy. À, tôi đang chai ở trên ấn là 2 mấy anh em đây. Đây thì dắt VIP thì xem nó mất gì đây. Dắt VIP là tiếp theo 220 level. Đây tôi mặc con gấu này lên. Đấy, được 3 ngày bùa thiên sứ với 3 ngày con gấu cho anh em nhé. Đấy hiện tại tôi đang chơi class Dark White thủy thủy. À, Lozen mấy cái thằng ở đứng ở gần gần cái chỗ vòng tròn đấy em ơi, quanh quanh mấy thằng đứng ở vòng tròn đấy. Chúc tất cả anh em đang xem live vui vẻ may mắn được rỡ nha anh em ơi. Thấy đồ rồi ép chưa Liêm ơi? Hello tất cả anh em nhá. Giáp VIP mất nhiều viên coi giáp VIP á, giáp VIP hình như là mất tầm khoảng 1.000 hay sao các bạn ơi. Anh em ấn F4 lên nhá, anh em thích giáp gì thì anh em ấn vào đây, VIP thì anh em ạ, ấn vào giáp VIP. Và thường thì anh em thích là thường. Hiện tại tôi đang giáp VIP thì tôi ấn vào giáp VIP rồi. 220 reset được nhá anh em nhá. Hiện tại này bà bia 95 mới này. Chúc tất cả anh em đang xem live vui vẻ may mắn anh em ơi. Hello bác Xuân Phương nhá, hello tất cả anh em ạ. Tại nè bà biển 95 mới này. Bia sâu mấy ông đã nói kiếm bia sâu lúc đầu rồi vội thế. Giày ép không có win một dùng win chết giày ép có win mili là ngon lắm rồi đấy mà ông nào có tiền mua có cái thuê tặng win mili chơi là lúc đầu đấm nhau rồi thôi thật sự anh em mà không còn gì cái gì để bàn nữa. Đấm nhau hết lút luôn đấy. Tất cả anh em xem live vui vẻ rực rỡ buổi chiều nha anh em ơi.
Hello bạn Chiến nhá, game gì đấy nhỉ? Game MU bạn ơi, tải tải game chưa bạn ơi? Bạn cứ chờ vờ anh em game gì ấy nhỉ? Tại đấy Liêm Liêm đang chơi con giấy ép rồi bạn ạ. Tất cả anh em đang xem live buổi chiều vui vẻ nhé. Đây là đang là open ngày đầu thôi nhé anh em ơi. Mới open được 20 phút thôi. Ngựa tầm này sao gì vãi gì đấy. Làm 8 cái wing mini. Phải 8 mã anh em ạ. Rồi 19 nhá, vào lỡ tôi được reset rồi. Anh em có ai đập vui không tí xin chân điếu đóm. Xin chân điếu đóm của mấy đại ca này trước đã. Nghỉ game một thời gian bây giờ quay về đây bây giờ lại làm lại từ đầu anh em ạ. Chúc tất cả anh em xem live vui vẻ rực rỡ anh em ơi. Cái này chơi được trên điện thoại không anh? Game này không chơi được em ơi, game này chỉ chơi được trên PC thôi. Đây chơi trên đệm thôi. Laptop ấy, trên đệm là trên laptop này anh em nhé. Mày cứ đắc hoài với ép mà chơi lúc đầu giấy ép cũ đã. Nói chung thật sự lúc đầu để nói thì cái con giấy ép lúc đầu là đầu thì nó đi đấm nhau thôi, đánh nhau thôi. Còn đắc quay lúc đầu cũng hay, đắc quay lúc đầu tôi thấy chơi rất ok. Bạn cần có 500 nghìn coin. Ơi, cô tích ơi. Tôi off ra ngoài đổi rồi coi pháp để tôi một slot nhé. Ok, cảm ơn bạn. Rồi, tao ra ngoài tao đổi 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 giờ coi sang Bitcoin đã để lấy cái reset. Mẹ quên mất. Ô bà. Quên mất. Anh em đợi tí tôi ra ngoài tôi thay đổi. Tôi đổi gắn lấy cái đồ reset VIP cho nhanh. Hello bác Nguyễn Tùng Lâm nhá, để số loại làm gì không biết. À, để số điện thoại này tránh trường hợp thứ nhất là anh em mượn danh livestream lừa đảo bạn này. Cái thứ hai là anh em nào yêu quý mạnh thì anh em donate bạn ơi. Cái này có ảnh hưởng gì không ạ? À, bác người theo dõi phần đi không thấy tặng sao bao giờ. Cái này là cái em tránh những cái trường hợp lừa đảo bác ơi. Chắc là bác mới xem livestream của em lần đầu hay sao ấy. Rồi, chuyển đổi tiền tệ này. Chuyển đổi Gcoin sang Vincoin này. Lại trước em nay 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 nhiều MU rồi em bị lừa đảo rất nhiều rồi. Mang danh nghĩa livestream mạnh gaming đi lừa đảo rất nhiều rồi, em mang tiếng tiếng rất nhiều rồi. À, thế nên em cứ ghi lên cho nó chắc của bác ơi. Không biết bác nghĩ thế nào nhưng mà em cứ làm cái này cho nó chắc bác. Bỏ auto lúc nào đây, bạn ấn Z lên, ấn nút phím Z được chưa, ấn phím Z lên. Bạn ấn lên chuẩn skin cơ bản và ấn vào tích vào một dòng skin bạn luyện rồi đấy, bạn dùng skin nào thì ấn vào đấy. Xong mà ấn phạm vi này, ấn cao lên, xong là ấn new. À, vào Discord đi, vào Discord đi, tôi chỉ cho dễ lên ơi. Vào Discord cái kênh chơi mú online đấy. Xong rồi ấn F4 nên anh em reset nhé, tôi vì tôi cứ reset thường, tôi reset VIP cho nó nhanh, giảm khoảng 20 level đấy, 11 lần rồi, ăn cái mất 2 lần rồi nhỉ, 2 lần reset rồi. Đây đây bạn bạn vào chưa, bạn mua được skin chưa,
Mua skin chưa Liêm ơi? Rồi. Sao nhéo mẹ tiếng bạn bé thế? Biết, quá to thôi. Rồi. Anh đang chơi in đâu ấy? 6 rồi à. Bằng giá. Bay lim, tao chơi nào thế? Chết dài vậy. Trên mấy cái map trên cao cao này nó nhanh hơn không? Mẹ tao lên mới lên ách làm đấm phát chết tươi. Ờ con này bây giờ đi đi kéo nhanh, người ta kéo nhanh. Đây tôi đang trên đây tôi chết được 2 lần rồi. 3 lần là mát hôm nay rồi. Đâu 10 lần, ngày đầu tiên là 10 lần. Nhanh mà xíu xong. Ừ, nói chung là reset ở bên này nhanh thúng mà. Nhanh thế mắc luôn. Đó có bán cái Wing Lily ở trong trong X ấy, cái shop X ấy. Tí tôi về tôi mua cái Wing Lily. Đắt kìa. Còn như đây một cái là đắt lắm luôn. Có 5.000 ATM. Đắt tiền. Nếu mà tính ra nạp nạp bao nhiêu? Là ta bao nhiêu nhỉ? Nạp được 10% thì chưa đến 5.000. Thuê 3 đây ngày. 20.000, trong đây là 20.000 ATM. Ừ. Thế là mình thuê cả tháng mất không bao nhiêu? Tí được về tôi xem mà tôi cũng chưa thuê. Đấy, 10 ngày là có win được không? 20 ngày mới có win 2. Còn đó mấy ngày đầu này anh em mình chỉ dùng win mini hoặc là win như giày ép của bạn là dùng win mini thôi. 20 ngày sau cũng mới có win 2. Tôi học win 1 à? Không, win mini, mẹ giày ép win mini là kinh mẹ rồi, của win 1 nó đéo ai đánh được. Giày ép nó chỉ có áo choàng thôi, nó không tính theo win. Có áo choàng mini ấy. Vâng vâng. Kéo tao đi. Mày đang đâu? Mày nét vào bao nhiêu rồi? Không ấy, reset một lần á. CC lên nét vào bao nhiêu rồi? Level 25. Nhìn 25 giống bạn đi được không? Quan trọng là bật auto như thế nào. Chỉnh đâu, auto Logia đâu, ta là mình thấy ở Logia hay mày ở Logian đi. Ờ, server khác quá. Server mấy? 6 rồi. Giờ 6 á. Đây, mày đứng phím Z lên. Rồi. Ở phím Z lên. Bấm tu hết rồi. À, có tu hết rồi gì? Nhưng mà bấm để cho nó chạy như thế nào á. Đúng không? Bấm set chỉnh skill hết rồi nhưng mà nó không bấm lúc nào để nó hoạt động á. Giống như mình kiếm thế là bấm chép để nó chạy, bấm chép để tắt đúng không? Cái nét thì kia. Ờ cái quái này nó đứng ở cái bãi đấy, nó đánh thôi. Đúng luôn cái lập rồi nó quái không. Đứng thì nó yên. Bạn đứng ở một bãi đấy, cái bãi đấy nó quái nó ra liên tục nó đúng chung mà thế bạn cần ấn bật auto chạy đi ngay được. Bật auto chạy, bật auto như thế nào? Bạn nhìn cái trên một là nút home trên bàn phím. Thờ OMN home ấy. Hai này bạn nhìn cái góc trái màn hình cạnh cái răng cưa chưa? Có cái nút tam giác ấy, ấn vào nó tự đánh. Rồi thôi mà cũng firm rồi. Đấy nó home nó đánh. Nếu là thấy hồi nãy giờ gì hỏi cái đấy rồi đấy. À. Thế lúc nào mà không muốn nó đánh nữa thì bạn lại ấn bật tắt nó home đi, hiểu chưa? Đấy, nãy giờ tao đang hỏi là cái bấm như chính thế bấm kịch cho nó ép bên đây bấm lúc nào. Ừ. Mà bên này còn nó không có sắp cách như trước bạn chơi. Chứ mẹ rồi đêm tối vào thì phọt mẹ nó rồi còn gì. Ôi cái mũ này giới hạn reset bằng nhau hết bạn này. Không thằng nào vượt thằng nào vẫn dẫn đầy reset này. Nó chỉ hơn nhau ở cái là đồ thằng nào khỏe hơn là thằng này ngon này. Thế thôi. Ao chỉnh ở đồ luôn, nó đéo như kiểu bên kia. Ai, là con nó liên quan đến ấn. Con này nó đánh gần quá, kiểu nó trên tù ấy. Con này nó có skin đấm kinh lắm ấy. Để biết skill chain nó là chiêu nào luôn á. Rồi bạn ơi, nó là ảo cái gì nhỉ? Ảo ảnh liên hoàn sao ấy. Mấy con giày ép lúc đầu bạn trai nhìn nó hơi vất vả tí. Rồi bạn đang đâu để tôi reset nó lần này tôi kéo. Anh em party cho nhanh. Tiền nạp rồi, giờ còn có 1.2 triệu nạp game được không ta? 1.2 triệu là đẹp lắm rồi. Chưa hai được mình quầy đâu, đéo được gì đâu. Tao chưa nhận code được nữa, web bị lắc rồi hay gì á. Cái nắng đâu, web nó vào được mà lắc đó. Không, tao bị lắc này. Chắc là bên nước ngoài nó hơi gì một tí.
Có đăng nhập vô web mà không được nè, nó cứ loading hoài luôn, vãi Chắc lưng. là đường truyền ở ngoài ở nước ngoài nó lăng lác tí. Chịu, không những có được. Con gấu được cái gì là cộng kinh nghiệm luôn. Ừ, đúng rồi, con gấu với cái bùa ấy nó được cộng kinh nghiệm này, reset nhanh hơn. Á mình cho đắp bì đồ đầu game nó ham khỏe vậy, cứ nó qua nó quật ma cái xong ngay game. Rồi tạo thêm cho mày. Ơi Rồi ơi rồi. sắp xong rồi, Sơn xòa, mày tải em chưa sơn xòa? đang 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 chạy gần xong rồi. Anh đang chơi MU Được. không? Tao bấm bạc ti thằng đắc quy cho tao bấm chết rồi mày. Giết 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 luôn à? Phải đi. Ủa bấm control là đánh luôn. Ờ chuẩn rồi, control là giết người mà. Ai biết đâu, tự bấm control là để hiện lên cái dấu bạc vô ti nó bấm chết mẹ rồi. Giết 3 lần rồi này. Hello. Bên này à? Vâng, anh ơi, em đang live mẫu anh em đang trải nghiệm mẫu. Trời ơi, trải nghiệm gì cái mẫu với cái thằng bệnh nghiện này. Mẫu này anh biết nó có cái gì quấn không? Có biết Liêm chứ, nó đập đồ chưa mà đập đồ quấn lắm Liêm nhỉ? Là được cả được rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ tài tài khoản á. Nhưng mà tổng tài sản, tổng tài sản của tao còn có 1,2 triệu Việt Nam đồng thôi, là hồ đập gì đập lầu tao á. Đéo 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 nghe tiếng thằng Sơn nó mic nó để xa sao đúng không? Không, hình như là cái Discord là bị gì á, tao với nó nãy như bình thường tao vô. Nó nhỏ. Nghe tiếng cái web bị lắc nha. Sơn ơi, cái web mày vô được nhiều web tao bên tao bị lắc. Phải phải. Biết tao vẫn bình thường mà. Và bình thường mà. Web ra anh bằng bình thường. Nhưng mà bây giờ tao đang đăng ký tài khoản này. Rồi. Tên tài khoản thì phải tiền. Nạp 1,2 được mấy viên sột led rồi. Được mấy ngọc. Ngọc mà đợi kiếm đồ ích khắc đập, từng đập đồ tốt nhá. Wow. Sơn bây giờ cũng biết là ngu là phải chịu à? Không, nó cũng nói xưa giờ vậy mà. Nick Sơn đang ở dưới giếng mới kéo xuống đó. Cái gì đó? Kiến, Kiến đang bảo là biết bạn ở dưới giếng rồi. Hai cái thằng đó đâu má là mình phát hiện là mình đi chơi mình đéo mua mana. Phải liền. Mua máu mua mana trong cái con áo áo đỏ ấy, con mặc máu thì máu thì không cần rồi, mana kìa. Tức cầu nhanh mà tí ha, tí nữa tôi kéo thêm mấy con bút nữa để kia là đi đánh nhau, tôi lắp bút tôi vất đấy anh em được vào thôi. Chưa gì có mấy ông tuyển người vô ban rồi thì nào sáu Liêm nó đang chặt ở sáu sáu giờ bắn bắn xíu vậy. Ủa ở ở Noria mua máu rồi ta. Hello tất cả người anh em mới vào nhé. Tôi chọn cái phái gì thêm nhanh lắm. Ép á. Cái này cái nào? Con gái á. Tiên nữ á hả? Ờ, nhỏ bắn cung á. Ủa cái này mình đâu cần thiết lập bình thuốc không mà. Nó đi có cửa sổ hả? Nó cửa sổ sẵn hả? Nói gì? Ủa sao tao vô đi có cửa sổ ở đây? Lượt qua đây chơi, qua chơi cái game này anh lượt kéo cái gì để quay. Không có sầu, lượt qua quay chậm. Nó là về lại mẫu ló sắp xếp đâu ra đấy. Ờ mẹ cái gì chứ về mẫu là khác ngay, về kiểu như cá gặp nước ngay bạn này. Fuck em, bạn thấy đi loa mà. Để mà cho anh mấy cái nick từ bên kinh tế để anh làm xe ra. Xe hả? Nó xe kêu sơ nó đưa kìa. Thằng Tâm nó chỉ xài cái nick chat rồi, mấy nick kia đâu được vô. Ở đây cho anh mấy cái nick kia để anh có nick sẵn không? Cho anh mấy nick để anh ấy. Lượng cho em ít nên nạp cho em mua ơi. Hả? Cho em một, cho em một ít em nạp mua. Nạp mua quá.
Em cần bay 1 triệu nạp mu đây, khổ quá. Anh giờ có sang màu MU để chơi không? Anh có phải là fan MU không? Fan MU thì có cả liên quan đi. Thế anh nữa là fan MU đấy đúng không? Giờ chắc 3 lần, 185 giờ rồi. Ôi, có mùa mới, có gấu. Mày cứ reset 3, 5 lần, 6 lần thì kéo tao luôn, được cái gì đâu. Ừ, đấy. Kể à, tao bà tao ta ba team mày, được mày, level bao nhiêu rồi nhiêu mày. Qua Discord cho anh rồi á, Lượng ơi. Em mấy rồi ạ? Gửi vào Discord cho anh á. Đúng rồi. Em gửi qua cho thằng Mạnh vào cái Zalo, cho thằng Mạnh nó gửi cho anh cái. Vì là cái Discord thì anh dùng ở trên điện thoại mà. Gửi qua trong Mạnh đúng không? Ừ. Mạnh có gửi qua Zalo cho anh đi Mạnh. Ta đang tìm cái cửa sổ mà liệu có này. Chịu nha, xong rồi ghi tên lên lượng chúng ta cho Mạnh. Ở đây lên trên sớm bắt xin cái móc tốt với cả bật lửa. Em gặp thằng gì? Bốn gia, cộng ba may mắn, ghê chưa? Hôm qua đang đi chơi là cốc bị mất điện. Vừa qua nhìn hết cả mặt. Bình thường mất điện là tiêu do cốc bình thường. Không, cái ông Minh Thành, ông Minh Thành này giống người của ban tổ chức vậy. Comment giống người ban tổ chức vậy. Lắp chắc vô do thằng do ta đi phụ nó mà tiên. Em có đang chơi đồ đánh rồi. Bác Xuân tốc đỏ nhá, lô bác Minh Thanh nhá. Mua nhà này chơi hay đồ đạc quyền điểm đá. Ui, hơn mấy bộ đồ nhảm nhảm. Và là bên này là bot nó biết anh em tự đi săn nhưng mà tôi thấy là ổn. Nó không kiểu có mô trên mức lạp nữa. Em thì em chơi MU từ cái thời thường của sơ khai mà. Nếu nói để tính lúc mà em live stream thế này em live MU luôn. Mới gần đây thì mình mới chuyển sang mấy cái game gọi kiếm thế mới có lâm ý. À, mấy game mấy em lừa không được khá cũng được một mớ. Giờ về mu là em phải gánh công của mẹ hết lưng. Bạn lắp áo tôi kéo đi mày. Ô đấy, bây giờ để tôi tải cái máy bên cạnh cho tôi. Bạn đắt ký ác chưa? Chỉ là con lắp vào thôi. Giờ lấy cứ bỏ là đang đăng ký mấy cái ác xe nữa. Đơn đâu mày? Tao đang không biết lấy đồ ở đâu. Cái này chạy reset đơn giản mà. Bấm game mở lên. Mình được cái mình được tiện một cái là máy nhà mình có hai máy chơi nó thoải mái. Cái gì? Mình cứ treo máy vào đây thoải mái. Dễ hiểu. Tên game hơi to à bạn ơi. Ok anh em ơi. Đều có cái kỳ cày thế đều có cửa sổ. Bấm game mở lên. Qua dùng Doria nào qua đi bộ em cho dễ. Bây giờ bạn thích thiên về PK, thích thiên về gì? Bấm game mở lên, thấy cái dòng thứ ba ông Noria. Bấm vô biến vào đó đi. Làm tí tiếng nên cho nó. Như là đây nè. Nào. Đấy, tiếng bật bật bé bé thì cũng được. Tao cài cửa sổ đi. Cô này chưa lập tiền săn bóp các thứ. Còn cái hai nhiều lập áp đã thấy mấy chục ca poi thì thuê bài gì nữa. Ờ nói chung là mỗi MU nó có một cái hay riêng. Chuẩn ra mỗi MU nó mình rồi, nhưng mà vô game được rồi mà nó không có cửa sổ. Không cửa sổ thì mà phải vô trong mày chỉnh chứ, hoặc là chỉnh trong phòng. Ta không chỉnh gì luôn á, nó tự động cửa sổ luôn. Nó có cửa sổ bắn vào cái phần màu Việt chữ màu đỏ đấy. Thì trên góc màn hình tay phải có cái răng cưa đấy. Xong là có một phần win ở cái gần chỗ start ấy, bạn tích dấu tích thế nào. Và màn hình mặt nhỏ luôn. Bác trả đáng nhá. Mẫu trừ việt chấm tv link game tải game mình có ghi ở trên bình luận anh em ơi. Bác phải để tên trừ cuối kiểm sầu van vơ lớp mấy cái tên đó ở mấy tên này là tên thời xưa nổi tiếng mẫu mẫu nào mấy kiểm sầu là tên hắc tao đó mình cho hả vậy là thằng Mạnh rồi đậu má đứa ai. Thì kiếm sầu là một trong mấy cái list hàng các hạt đó. Quỷ kiếm sầu là mấy nhỉ, trước có quỷ kiếm sầu này, siêu chuối này là nổi tiếng là mẫu cái thời mẫu mình mới về Việt Nam mình ấy. Mấy tên đấy nổi tiếng luôn ấy. Nhìn thích quá mà không có thời gian chơi ấy.
Ờ, nói chung là thời gian cứ rảnh rảnh thì anh em mình vào đây giao lưu nhau tí. Cao vui xếp VIP như vậy, xếp thường được gì mà. Đi xét thường thì bạn chỉ mất gen thôi, nhưng mà bạn mất 240 level bạn đi xét được. Đi xét VIP thì bạn mất win coin thì bạn giảm được 20 level. Nhanh đi xét hơn, đi xét nó sẽ nhanh hơn. Ui, không. 20 level nó đáng trời. Ui cái lùng máy có thằng đã chi như này rồi. Chém ba cái vẫn. Ghê vậy má. Tao nhớ là bạc ti đã bấm chữ D đúng rồi bác. Giờ mới nhớ là bấm chữ D là bạc ti chứ phải chứ cần John như ta Sơn. John là đồ đi vô lòng đất luôn. Ơi, tao đang đếm về rồi nè. Vô khu an toàn bấm chữ M mới chữ nắp rồi đó. Được rồi. Đi gặp thằng này rồi. Đi nick tại game bác ơi. Hello bác, bác xong nhá. Link game em gửi ở em gửi vào cái phần này bác bác thấy không bác? Nhưng cả cái phần tải game nó bác ấn vào đấy mà ra phần tải game luôn đó. Ép là la đó. Đi xuống Morve Stadium đóng cửa đi bác. Tầm này mới đi xét là sao đóng cửa đấy anh em. Tầm này đóng cửa nó dã chết. Tầm này đồ đạc mình chưa có. Ủa, rồi theo mua. Kêu nó mua đó, chuyện mua thôi chứ. Mua đúng set nha. Tầm mấy ông lớn kêu Morve đi bác. Mà chưa lên cấp nữa. Mày chết mạng mới lên cấp 400 chứ. Mày đưa xem có Zalo chứ cho anh mấy cái nick của Liêm đi để anh đi. Máu ơi, xem bát đi. Để ông này xem bát rồi, liên bên đây bát đi. Rồi bác Như Đức nhá, mẫu trừ ti Việt chấm TV nhá. À, Liêm hay sang bên đây đi, nè vào bao nhiêu rồi Liêm ơi? Con này cầm đi. Anh sửa máy vậy? Xem vào 2. Sang đây đi, sang đây bát đi, trên này cho nhanh. Con này cầm đi. Leo vào bao nhiêu? Leo vào bao nhiêu rồi? 88. Bao nhiêu? 88. 88 đủ lên đây không? À 80 đủ. Đấy nó tan 2. Sau nào có thấy thằng hít máu, ấn enter, ấn chuột phải bằng hít máu. Sau nào ghi gõ ra 123 rồi cũng vào party nó luôn. Tại đây party cho nó đông. Bấm chat gạch bát hả? Không cần chat được. Con này cộng điểm gì vậy? Con cung này. Nhiện vậy. Ai ghi á? Lào. Bát lại làm sao cho mạnh nó lại để vô mặt tí đó. Cái thằng hít máu ấy, những thằng hít máu chưa? Ờ. Rồi bạn đó chỉ người đó ấn enter lên, chỉ người đó ấn chuột phải mà người đó nó hiện lên cái hít máu rồi đúng không? Các bạn ghi 1 2 3 vào. Rồi chuột phải với người đó. Ấn lần 2 đúng không? Ừ, ấn lần 2, ghi 1 2 3 vào cái là được. Enter chụp phải rồi nó bấm 1 2 3 được không? Có full à? Có full à? Ừ. Chỉ cần phải là thằng hít máu ấy. Rồi, bao rồi đúng không? Nó cầm đi theo đây. Đấy. Nên nè bờ mầm ngay. Có ấn F4 lên, ấn F4 lên. Rồi. Ấn là reset thường, xong là cộng vào sức khỏe, xong là ấn bật auto. Tự auto tự reset đi. Vô, ok. Chờ đến chết. Hello, trả lá season 6.3 anh em ơi. Lim, trợ giúp Lim ơi. Có sao là chuyển với nhà bác. Em đang chơi bên này rồi. Ngày hôm nay ngày tuần đầu tiên em chơi bên này rồi. Đây, season 6.3 nhé anh em ơi. À, cả Sơn nữa, Sơn sang đây party luôn. Đừng ấn đi xem thì sang đây party luôn. Em nhẹ cái sao á? Hẹp cái mắt. Mày coi cái bộ set đồ kìa. Do con hẹp có mua đồ, coi set đồ nó cần cái điểm gì. Năm lần mới xét rồi này. Có sao này có hai cái điểm đéo có. Mốc lạp nhưng mốc lạp chỉ có pen dinh này, mới có ngọc này, mới có cái đồng xu để 20 ngày sau mình đổi viên 2 thôi. Cái đó tất cả là cái nỏ cái nào mắc hơn. Boss là không có anh em nhé. Boss anh em chỉ thường đi săn cung, mới có. Vô cung thôi. Thánh nữ mới được hả? Ủa thánh nữ mới sao được là sao mà? Ơi, thánh ấn enter lên ấn LV3 gạch chéo. Là LV3. Thế nào làm từng là nhiệm vụ? Bạn làm nhiệm vụ con giấy chưa? Chưa. Ừ, con sẽ có auto reset luôn mà anh em. Tự có auto reset một điểm ở đây luôn. Enter. Ủa, lấy được. Cách kéo N thấp ấy, V và số 3. Xong rồi enter.
Nhiệm vụ cái gì? Nhiệm vụ đấy. N chứ B. Tự là chứ B số 3. Còn là Nether đã tự làm nhiệm vụ cho mình luôn. Tạm biệt không? Là kìa, đó. Được chưa? Thằng Sơn được, tao chưa được, chắc phải vô dùng an toàn mới được. Liên máy bay với bạn đang, bạn đang là chủ cây, bạn set pass đi. Set pass đi tí cho anh em khác vào. Set sao? Enter lên set, sờ em set. Rồi, thẩm điểm theo đó. Đấy này. Bạn nhìn, bạn có xem đang xem live được không? Ok. Đấy, như này thôi, bấm 1, 2, 3, đấy pass. Xe pass cái nó ấn cách ra. Nhưng mà bạn muốn đặt pass thì bạn đặt. Nếu là đặt 1, 2, 3 thì như tôi. Đây là được. Là được. Thầy gì Sơn, mày bấm cái lệnh trừ cộng điểm chứ Sơn. Hiện tại là đang 5 lệnh khác rồi. Lệnh lên điện bấm khác. Bấm gặp ADD. AGI. Con năm Sơn rơi con F hả? Đi ngắn nè. Rồi. Cách ra rồi bao nhiêu điểm ghi số ra, mày có 1.900 điểm á, chia sao cho đều. Chia cho nó mặc cả gì vào. Mặc cả đồ. Mày mua đồ với cái cung ra, xong mày coi thiếu bao nhiêu điểm gì á, mày cộng vừa đủ mặc đồ trước đi. Nè, tao mua cái cung rồi nè. Nè, giờ nó cần sức mạnh nhiêu kìa, sức mạnh là ADD, FTG. Cộng nó cần thêm 147 điểm. 100 điểm sắc. Ừ, vậy là bây giờ là... FTR FTR 147, cắt ra 147 FTR lên. Mà bấm lên cây cung lại. Cung quá ơi, bấm chơi gì á. Thì nói chung á, đã nói cho mày nghe này. Nhắn á mẹ. Ờ, giờ nhâm nhẹn kìa, cần 458 điểm, mình trước đi. Cái thứ ba mày phải biết mày là gì mà ở đâu. Ví dụ là... À gửi. Bây giờ mày đấy, thì hôm qua bằng... 400 mấy ta? Chỉ anh chuột lại coi, trời. Mày thấy anh có khác như mày không? Mày thấy anh... 458. Em làm mày đâu có được gì đâu. Thì em không thì đồng đội bạn thì em... Bấm chuột, bấm cái mũi tên rồi. Có đen tân thủ không? Có bác ấy, có đen tân thủ là hoàng kim ấy. Bác vào cái phần nhận cái con đen ở web ấy. Nhận vào có được con đen 3 ngày, cả bùa mới cả gấu 3 ngày nhé. Mày càng quấn tè không? Không mang được tè. Mày phải rút kinh nghiệm cái đó. Phải lên. Thôi cùng đi xuống, thôi cùng xuống. Đây không phải là một game. Bán thì cũng rất nhiều game. Mua bộ đồ là thấy giá cao hơn bộ đó thôi. Bấm nút này là bán vậy. Quăng vô thôi, nắm kéo dục vô. Có xét đồ kìa. Đây bán được bộ cung đấy, cặc gì bắn. Ủa, cho đây. Đúng không? Cảnh quá. Ừ. Mũi tên hay là mũi tên này? Mũi tên. Em. Cảnh ghê. Chơi thôi, ừ, chơi thì cứ chơi thôi, mua thì thôi. Dân nữ thần mắc hơn, mua bộ nữ thần. Bộ nào mắc hơn? Mày, tao biết tên mày vô mày phải. Bộ nữ thần mắc hơn, ừ, mua hết bộ đi luôn. Mày muốn thần, mày muốn thần cho nó đẹp. Rồi, mua mấy chiếc ngọc ở dưới luôn kìa. Mua nữa hả? Ừ, mấy chiếc ngọc màu vàng á, mấy ngọc cái ngọc skill á. Nhanh nhẹn. Mình dùng skin gì, mình ấn vào cái skin đấy. Không có mua mũi tên, chắc mũi tên băng nữa ta. Nói chung là mua đi, trời cái đó không có liên quan, cái đó skill. F thì bạn dùng liên hoàn tiễn này, mũi tên băng, thế thôi. Mua liên hoàn tiễn, mũi tên băng. Liên hoàn tiễn với mũi tên băng, mấy cái đấy là được. Đâu tất cả anh em mới vào nhé. Được chưa, tốt lành. Chỉ một vàng thôi, chỉ một chỉ là... Xuyên tâm tiễn. Phải. Qua. Qua nữa. Liên hoàn tiễn rồi thoát đi, lấy chuột phải vô hai viên ngọc vàng đó chị ngắn rồi thiếu điểm thiếu 80 điểm viên vàng nữa đó. Tăng AI nữa. Hello bác Nguyễn Sơn nhá, đây là session 6.3 nhá anh em ơi.
Cái xe vào này là đua top bot là 20 triệu anh em ạ, top 1 20 triệu đấy. Top cá nhân là 3 triệu. Đầu cấp 220. Rồi là quen trắng. Từ từ sơn em lên đây party cùng anh em từ từ. Thắng xe vào 2 chưa? Xe vào 2 chưa? Chụp phải lên là nó mặc cả sơn ơi, nhấp chụp phải thôi. Nhấn đi. Ơi. Nhấp đi. Anh em bây giờ ta lên star chạy in hết rồi đấy. Cấp 220 lâu mà, nhấp luôn nút đi. Đi được. Học liên hoàn tiện nếu xe được, what the fuck. Rồi bấm lên, bấm M lên. Mua máu nữa bữa. Mua máu là về Việt Nam. Rồi đi ăn được. Việt Nam. Bấm chữ tab lên. Tab lên đó, thì là cái chỗ mà chụp ba con thấy không? Ở giữa ba con luôn, chỉ giữa ba con xuống dưới xíu. Đi hướng đó đi bộ lên hướng đó. Mấy điêu nhắc bạn đồ đi được hả? Nghẹt cổ mọi người. Nghẹt thời chỉ đồ đá. Đây đúng không? Có nhỏ đứng giữa đó, nhỏ màu đỏ kìa. Mua nhiều lên, mua 10 cái sẵn. Gì đó. Ôi rồi, cái đường mana nữa. Tao thế thôi mà. Tao lên đây party. Đây, lên đây party. Mua thêm một sao lông phẩm. Hả? Mua thêm lên. Cái tên nó bắn hết á. Tên nào? Cái bao tên nãy mày mua vô ngẹp kìa. Ôi, đi, mày phải mua chỗ đó tiếp à? Ừ, chơi con này bắn hết tên mà. Chứ phải tên con nhiễm mà. Tí tăng gì nữa. Tăng nhanh nhẹn thôi, chứ mày đâu cần máu, chăng tăng chất máu nữa. Mua 2-3 cái gì đó, ừ. Ủa? Ấm chi sơn thôi. Ác cờ chiến nó là cái méo gì nhỉ? Còn một ngày máy đâu hả? Dạ. Bấm ADD V I T V ngắn á. Ủa được mẻo đâu. Nhấn đâu ấy nhỉ? T. Rồi. Rồi cách ra. 300 điểm đi. Rồi còn như cộng giờ ghi hết đi. Phải thua. Không được đâu chiến ai. Đây phải lo. Phải xong. Rồi. Bấm Z lên, Z á. Rồi xong cái này anh em lên star đi cho nó đông à, đông các bạn á, cái ô chim các bạn á. Star mới đông Liêm ạ. Rồi anh phát cái kia về bên kia để chuẩn bị đi cho lưỡi chiêu. Cái tâm băng đi ừ. Bấm dùng cái tâm băng đi, cái bấm dùng thường được chi. Rồi xong rồi. Bấm xuống thời gian bút coi. Không có gì hết không? Ok, khỏi. Rồi, bây giờ mới được. Đi nào? Đưa rau, bây giờ đi rau. Bấm M lên. Cái Atlant 2 kìa không? Cái Atlant 2 cấp 80 á. Đi ra. Thấy một phần không bên trái mày kìa, đang bên trái mày luôn á. Vừa ra là thấy luôn mà. Hay à? Ừ. Ở đâu phải server này đâu quên, mày out server ra má. Server về server 2 quên. Server 2, server 2 khác nên party luôn đi. Em đi đây party chạy. Còn các bạn hả? Đó mấy chủ 2. Đây là đang lock cho chuyến mà. Chơi cứ tạo được cái đúng con đề nhé. Em tạo 2 con đi chứ, dùng 3 giờ đấy, tạo vào 1 con qua. Bỏ tôi bỏ tôi nhanh. Ủa? Bỏ tôi đi chết đó, bỏ tôi. 3 Liber, BT. Nhắn theo Bấm Enter lên. Rồi. Và chỉ vô cái tên Phân nó nhấp chuột phải. Rồi nhập code cho con thế này. 2 nghèo đây cũng được đúng không? Không, gặp vô tên tao mới được, tao chuột mặt đi. Tiếng hàng gặp Phân á, kìa đứng dưới kìa. Chuột phải vô nó. Rồi xong bây giờ bấm chat lên 123 được. Kéo được không ta? Nó ghi dạy tay nhóm à. Mày có nhóm rồi level hay sao á? Level thấp không ạ? Level thấp. Trời ạ. Liêm level bao nhiêu rồi? Level 26 à. 26. Ấn F4 lên, sau ấn vào reset ra. Reset. Reset thường xong là cho vào ấn tăng nhanh nhẹn, xong vào ấn bật auto để nó bắn quái reset ra rồi bắt đi được. Nhanh nhẹn rồi bằng auto hả? Ừ, bật auto. Auto bấm nút home trên bàn phím á sao? Hả? Bấm nút home á, cái nút chữ home phải không? Bấm nút home trên bàn phím
không chưa? Server này không có boss móc làm à bạn? Không có bạn ơi, server này chỉ có Ngọc muốn làm thôi. Ngọc bên Penzing nên boss anh em tự đi xem mới có nhá. Má chỉnh qua nhặt đồ của tụi nó, nhặt nguyên đống đồ rác hết luôn. Ủa tại con thanh nó đánh đâu tại? Nó farm đâu được. Đi ghét đi, đừng ghét cài skin á. Nó hiển thị logo vui gì mà. Ấn ghét đi, nó cài skin đó bạn ơi. Cài rồi, mũi tên này. Bà cài cho cái skin là mũi tên vô tận đấy, mũi tên liên hoàn tiễn đấy. Liên hoàn tiễn chưa học được. Bấm lên tấn công xung quanh kìa ba, có cái mục tấn công xung quanh kìa không? Trần là đi đánh lại. Dù tôi đang chơi in kìa, trông cũng phê. Con rùa mà đánh yếu vậy? Bao nhiêu kia đồ mạnh. Rồi đi xét chưa? Đi xét chưa? Chưa vô từ VT luôn chứ đi xét. Mày reset rồi mày mới VT được má. Mặt bắn em, mặt kéo con chiến, con chiến reset cái. À, bà con chiến kia, bắn đi. Con nó điếu auto nó tự đánh à? Có auto tự đánh mà. Tao vẫn auto bình thường mà mày bị gì á? Ấn Z lên xem nào. Bạn ấn Nai đi, bạn Nai lên tập Lai rồi đó. Má ăn lụt sơn Lai đâu, coi đầu mắt quá. Đâu, đấy là mũi tiết băng rồi. Tách cái đấy đi. Xóa đi, ấn vào. Bạn chưa, đấy, cái ba mũi tên đấy, thấp nhất. Bây giờ bạn về mo voi thành á, từ mo về thành á. Ấn mờ lên. Về Logia đi. Đây à? Chỗ nào là Logia ấy. Ờ mới open hôm nay nhất phong ấy, về lên. Ừ. Mà chạy được. Rồi cái mũi tên liên hoàn tiễn bạn luyện chưa? Cái cục kìa luyện chưa? Chưa. Rồi. Đấy, thay đổi nhân vật. Thì bạn có. Sao mà ấn nút ESC, ESC đi, cái nút ESC đấy. Bàn phím nút thoát game á. Nút thoát game ấy. Thay đổi nhân vật kìa, chọn nhân vật kìa. Sau đó tí lại chọn ngược lại. Mẹ có quần đéo mua cho nó cái quần để nó cởi chuồng nhá. Yeah, hello Ngọc nhá, gửi link đến code. Ok bạn ơi, tôi gửi cho mình. Vẫn là link cũ bạn không còn giữ à Tân này. Mới open hôm nay này Tân ơi. Vào đây đi, bạn vào đây đi anh em mình chiến. Tôi gửi qua tin nhắn đây nhá. Được chưa? Mày món này nha mày. Ấn Z đây nè. Mua đồ khác à? Ấn Z này là từ cái tu tạm quần đấy được, cần kim ngân mặc được. Rồi. Đừng bấm xoay tao. Nhìn mày bấm xoay tao là tao mới thân á. Mặc đi. Tao có sợ tất mà. Ừ. Rồi ấn Z đây nè. Ấn vào cái skin vừa rồi. Ấn à. Đấy cái hình cái tím tím kìa, đúng rồi, ấn đấy. Không xuống dưới nữa, từ từ. Thời gian bút kìa, đấy, tích vào, từ tích cái ấn thiết lập kìa, ấn vào, nói thiết lập kìa, đấy, ấn tích vào cái chỗ nó hỗ trợ bút kìa, đây mà hỗ trợ bút ở dưới này, đấy, ấn vào cái chỗ không không như là 2 phút, ấn số 2 vào, new thiết bị. Rồi bên này cũng đi. À từ, ấn cái dấu cộng đỏ nhìn thấy chưa? Ấn mắc. Dấu cộng đỏ trên cùng nha. Đấy, nữa mắc đi. 6, hình như là phạm vi 6. Được rồi, new thiết bị. Rồi, mod lên ấn đàn 2 đi. Rồi, bà tia, bà tia con quả chiến á. Ok. Rồi, ấn home lên. Rồi, đấy tự bắn được chưa? Rồi là bắn rồi đó. Đúng. Đấy. Mà auto reset lại thì ấn F4. Sao là ấn reset thường, sao là cộng bắn nhanh nhẹn, sao là ấn bật. Ok, hello ra giả lập nhá, hello tất cả anh em nhá. Ủa, qua cái nút home nó bị gì ta? Hả? Cái nút home này bị cái gì ở đâu? Ta phải chỉ chuột nó mới đánh. Thấy cái hình răng cưa ở trên luôn, không phải bằng hình tam giác bên trên đấy, bạn nhìn hình tam giác bên trên chưa? Cái hình bắn răng cưa thấy không? Cái bên hình bắn răng cưa bên phải là nó có nút auto đó. Được rồi. Chưa? Đánh đấy, đấy thì never nghe mình muốn
Liêm leo bao nhiêu rồi? Ấn C đây nè, leo bao nhiêu? Đi dặn Liêu bơ đây. Máy chủ hoàng kim đúng không anh? Đúng rồi, Nhất Phong anh máy chủ hoàng kim nhé. Chắc 38, xếp 2 lần. Nếu bao nhiêu rồi hả Niếp ơi? 138, rồi, xếp 2. Nghe thì xếp được 3 thôi đúng không? 10, nghe đâu 10 lần. Các bạn cứ bắn đây một lúc á, để đến level tầm 80-90, party vào party này anh em party với nhau rồi. Hello Tuấn Còi nhá. Đây đang liêm với Sơn đang chơi MU đây Tuấn ơi. À mình nhận lên cả bạn Chiến đang chạy ác cho bạn Chiến đây. Tăng ma lực cần 2 level. Con tao 6 lần reset rồi này. Mũ Việt.tv bạn ơi. Với open ngày hôm nay thôi. Liêm này trước nó chơi MU từ trước đi, trước nó chơi nó ở nó chơi cái bản socket thì nữa rồi mà lên full đồ socket nhưng mà bản này không có socket. Mình chơi bản socket đúng một lần mình chơi bản socket. Anh tí cho em ra đập nhóm với. Ok em ơi, vào lên đây ất lăn 2 sao vào 2. Pop full. Bác nữa thấy bắt 1 2 3. Anh Sơn đổ với con em đổ. Rồi sắp dừng rồi, đồ còn 7. Rồi, cái đồ anh em mà mặc này đừng đập, đừng lọc ngọc nhá, có gặp đừng đập lên nhá. Mua đồ X hắn đập, đồ X dòng ngon hắn đập. 6.3 đây, bảng 6.3. Biết nào mới rớt đồ xịn ta. Này chỉ có săn boss thôi, chỉ săn boss thôi bạn này. Săn boss không rơi ra một đồ xong là tung ra. Hoặc là chẳng nào săn tung ép là món gì? Con giấy ép này của bạn là chơi đồ nó rơi ra đồ cấp mấy, cấp 3, 4 gì. Nhưng mà xét nó tâm gì á, giống như đồ mà nó có cái giới thiệu các cấp độ đồ này mình đéo nhớ đồ con giấy ép đồ cấp 3, cấp 4 là gì. Con DW, DW là đồ ma thần hay thần ma gì không? Mà đâu đấy đồ cuối rồi, mà cái này nó chưa ra đồ cuối đâu, nó ra theo cấp độ đồ mà. Để set ngon nhất của RF là trong tập này là set ra mắc binh của RF là Hoàng Long thì phải. Nhớ không nhầm là Hoàng Long thì phải. Đúng trăm mana tên tí nó mà chờ nó tiếp. Set hiện tại của RF bây giờ dùng là set Bạch Hổ. Sum là Ma Pháp. Đặc lót là Hoàng Kim, F là Giai Nhân. Đây bắt lăng. Đập set Bạch Hổ lên full 15 đó xong rồi đổ ấy. Lên kia có set Hoàng Long rồi có chuyện thương quá được không? Liêm đang chơi con giấy ác bạn anh. À, Bạch Long à? Bạch Long à? Mình cứ tưởng Hoàng Long nghe. Anh ơi. Nhớ nhầm. Giờ chơi Bạch Hổ mà full 15 xong rồi mốt có set Bạch Long đọc chuyển thương hóa được không? Nâng cấp lên được mà. Thế là chuyển là được không? Nâng cấp set đồ lên được không? Không, cái này không chuyển thương hóa được. Chứ đồ má giờ đọc set này full 15 nhưng mà set đọc full 15 nữa. Thì bạn nâng cấp đồ lên, cái này được nâng cấp đồ mà. À, là nâng cấp set Bạch Hổ thành set Bạch Long được. Ừ. Ba vết băng. Nâng cấp từng cấp độ một lên được mà, mất ngọc. Ba vết băng được. Em canh. Cứ set cho Bạch Hổ là full 15 nhưng mà chỉ đánh thôi. Đồ này nó được bên này nó được cái là đầu tiên nó không có vũ khí rồng. Vũ khí rồng phải tự nâng cấp lên thời gian tới mới tự nâng cấp lên. Đầu tiên là dùng vũ khí cấp 7 thôi, cấp 5, 6, 7 thôi. Hình như ta mới chính cấp đúng không? Cũng gì xề lên. Xề lên là biết. Cái level xong rồi có cái số nằm trong ngoặc, cái số nằm trong ngoặc là số lượng reset của mày đó. Bao nhiêu level này hả Sơn? M41 à? Liêm bao nhiêu? 19 mấy. Liêm ơi, khi nào mà khoảng tầm dưới 100 level bảo nhé. 15 hoặc bao nhiêu bảo nhé để cho 2 kia vào party. Hello chuyện đây nhá. Tay cũng chưa nhập được cốt luôn á. Sao mày để ông Liêm chơi giày ép cái kia, ông thích chơi giày ép đấm nhau. À chào anh Liêm với Sơn của tao nhá. Tuấn nó bảo chào Liêm với chào Sơn. Tao có đọc live stream mà. Nhưng mà quan trọng là chắc tao nghĩ game quá chứ web mình lót đông nổi nó chơi gì. Chắc là bạn nước ngoài nó lag ấy. Sơn lót cũng được đâu. Sơn thấy là tao vô thử á.
Mà được mà, tao vào bình thường mà. Sơn nhập gift code còn đéo được. Từ từ đợi đấy. Ê được. Bấm giờ mà. Được mà. Đâu gift code chắc là hơi chậm tí vì mấy cái ngày đầu này nó bạn ơi gửi cái code lên kia các bạn. Mày có đâu mà mày tự bấm ở trong mày đăng nhập cái trong đấy nó có mà. Ở trong web nó có luôn. Rồi, thấy nó rồi. Tôi cũng chơi nè bạn, tôi chơi đường môn hệ hòa mới đổi. Ừ, chiến cũng chơi mà. Vậy là hàng lồn mặn lừa tao nữa là ép tầm mày đấm được ai mày. Giày ép lúc đầu có đồ đấm mới khỏe đấy, nhưng con giày ép này là chai in này nó hơi khổ. Đủ hơi mấy nó đâu kêu phải thoát kim ra mới chai in nó hơi vất vả, còn đấm nhau hơi khỏe đấy. Ô tôi chơi con lắc quay này, tôi đi săn bot. Thoát game mới nhập được cốt đi mà. Đây nhiệm vụ, đây nhiệm vụ ấn gạch chéo LV3 này là được làm nhiệm vụ luôn nhé. Nhiệm vụ mắc 3 luôn nhé. Không được V3 đéo được ta hay là do đang farm đéo được? Không được, được mà. Ở đâu cũng được. Không được đâu. Cái ra auto này nó đéo hoạt động với nó. Ủa miền vương là mát, nghề nghiệp của con này chưa ta? Người ta cũng vào làm con đắc lót cái gì? Ba con làm con đắc lót bạn ơi, đắc lót tề càng không? Con ngon một tay nó được hay nó cũng ngựa. Biết thế chưa con ma biết mẹ được rồi, đỡ tốn cái bộ slot đập ngọc. MG á? Với con MG được cái là nó mặc được nhiều đồ. Con lộn chưa được BD phải lộn luôn. Nó là dạng kiểu nó dạng BD đấy. Nhưng mà như là chiến mà BD chứ nó MG cũng được. Chiến à? Bộ phép cũng được và đam vật lý cũng được. Nói chung nó vừa chơi về chiến vừa chơi về phép thuật, hai cái đều được. Chưa tới như là xét cũng chút kẹt của nó cũng mạnh phép là vô chiến lược quay về chết hết luôn. Nó kiểu chơi dạng BD đấy. Mạnh lắm mà. Mày chờ mặt tới đây, bây giờ ta đang treo cho kiến này, để tí nữa ta là bác offline đó, ta là bác xong rồi ta treo dàn bút nữa. Để ít ta đi đánh nhau còn lóc bút vào cho anh em. Em tác quá, em tự nhảy. Chơi còn tăng cơ đi. Tăng boy bây giờ em vẫn gạch ADD trò trang này là em tăng sức mạnh này. ADD AGI tăng nhanh nhẹn. ADD beat này là tăng máu, mà E này tăng năng lượng. Đấy. Ôi mẹ đầu tiên tôi thật sự bạn nhé, nhưng mà đầu tiên bạn xếp 11 bạn đã là khủng bố lắm rồi, chứ đừng nghĩ mà xếp 15. Cái câu này tao nghe quen lắm này, xếp 11 rồi tao cũng nghe quen lắm nè. Không phải bên này nó thành lò lồ luôn, bên này nó theo về đồ cộng mạnh lắm. Anh nó theo là mất cân bằng game rồi anh em nghỉ hết má. Nó theo về đồ cộng nó đéo phải theo về ấn bên kia đừng mày. Sau khi lên cái vũ khí ba là thằng nghĩ là thằng lên cái vũ khí ba giúp đỡ mình kia. Lúc mà là mình nghỉ luôn, không phải nó nghỉ đúng không? Má, giờ mỗi ta hiểu sai. Ta hiểu sai ý là mình lên là anh nghỉ đó, đừng có lên. Nhưng mà tao giờ chơi đăng lót thì anh Miên với cái này nó mập mờ quá. Còn nói chuyện đéo rõ mà. Cái bên này được cái là Ngọc nó bán ở trên mốc lạp luôn. Mai vô mất lộn quá, hết trao sụp rét với đồ Ngọc xét tạo luôn mất hết. Là lý gà lấy luôn á. Tôi hiểu ai lấy luôn rồi đấy đúng không? Mà hiểu. Thế thì gì? Còn mấy nghe là video số 3 áp lực lắm, lên tôi có nghĩ ra anh rồi. Anh em ở đây F5 lên có sự kiện nha. Sơn nha, F5 lên Sơn này. F5 lên các sự kiện nó ghi giờ đây này. Khi nào đến thì nó gì ạ? À? Cái này kêu hay ạc máy được vậy? Ba 3 PC Max là 3 ác mục là PC. Ê, được mà. Sơn chiếm Max ba ác của PC thôi. Đừng nhờ mày hạt điện một xong rồi. Bê-sâu bán ở Mốc Lạp thôi, nó ở Mốc Lạp quá. Mốc Lạp chỉ có Bê-sâu, Penzing và Đồng Xu. Đồng Xu đổi Win 2, chấm hết của nó boss là tất cả là mấy vào săn mấy chồng. Mấy chiều mới có Ben mạnh. Hả? Mấy chiều mới có Ben thôi. Mà cái này thì nó không có Bluetooth lạp đâu. Không, ý tôi là mấy triệu được có thêm ring chứ luôn. Mốc ring hình như nó là 30 triệu một cái ring 2 orb thì phải. Hay là ring 3 orb dưới có 3 mốc có ring bên mà. Ừ. Mốc 90 triệu là bộ một bộ pen ring 3 orb.
Để tôi xem rồi nè. Ừ đúng rồi. Một mình đó. 30 triệu là được một cái dinh 2, 30 triệu được một cái đồng. 30 triệu được một đồng xu với một cái dinh. Đồng xu này đổi được một cái dinh 2 với một cái dinh. Là 60 triệu được một dinh với một cái đồng xu nữa. 90 triệu cũng thế. Tại vẫn không vô web được. Má chán được chứ. Thế là chiến tướng nhá. Móc 10 triệu có gì có được coi như sụp lết ta. Móc 10 triệu chắc lên được rồi. Không chí à. Mấy trăm cặp đấy bạn này. Bây giờ hiện tại bê sâu cho bọn nó thấy bọn nó đăng lên trên nhóm là 25.000 một cặp, một bê một sâu ấy, 25.000. Mán. Mình nhìn ghế chứ. Ghế. Đúng là một món cộng 7 là khoảng 6 gì luôn. Cái này biết Sơn chơi này kiếm một cái lỏ với một cái win 1 đã đi BC bạn ạ. BC là gì đâu? BC là gì? Nếu mày level bao nhiêu rồi? Bloody Castle thôi. Nếu mày level bao nhiêu rồi? 76. 76 à, thắt bát ti vào bát ti liên đi bạn anh. Ờ, là được vào bát ti liên. Bát ti này dính xét công ngay. Ta lưu rồi, 90 rồi. Bà đi vào bà đi Liêm đi. Ấn là nhân vật của Liêm ấy, là gõ 1 2 3. Castle á, quick lâu á. Có lâu đài máu này. Block Castle là huyết lâu vip. 1 2 3 là đi vô đúng không? Ừ, ấn vào 1 2 3. Nó đứng ngay rồi đấy. Lên cả là nó chết rồi. Mày đi bà đi vào cho nhanh. Hiện tại ta đang cày con DK cho chuyến này tuần. Chiến nữa hắn, hắn bảo có con nào con tanh cơ không thì bảo ơ được đấy ca mắc máu mặc đồ 5% thủ khiêng mẹ bởi ác là đánh được. Vậy con này con nhây giống như kiểu như con Đoàn Thị. Lâu ai anh khỏe mạnh nhá, lâu lắm nên gặp anh khỏe mạnh ấy. Trăm 120 mới đấy hả? Bây giờ có tầm 100 lần trở lên bắt đầu là chơi chứ. Chứ mà lúc đầu có mấy cái bản này DK nó khỏe. Bản này thấy anh em trước hoặc chưa cũ của bản này DK nó khỏe từ sớm luôn. Sao mày kia tao chơi BRF mày? Sai lầm bây giờ sửa chữa được không trời? Đâu. Thì giờ không biết lấy chưa DK bảo. Nói chung là chuẩn nhé, điểm PK đều đều là con đặc lót là PK đều đều mà mẹ phế không cứ phải con là có đồ con DK tầm trên 100 lần ta thấy đâm gió các kiểu hơi khỏe đấy. Cái bản này giống cái bản trước ta chơi rồi. Con rẻ không rẻ ta có chơi được không? Tao biết, tao tạo hình lực mới cho nhanh. Nó được lúc đầu bạn anh, giờ ép được lúc đầu mẹ lúc đầu. Khỏe được tầm khoảng 1 tháng lúc đầu. Server đấy là server trước, server này không biết nó khỏe là bao nhiêu tháng thì biết. Nhưng người em lúc đầu thì khỏe được tầm tháng. Lại đổi được nhân vật mà. Đổi được nhân vật mà có lo gì? Không tiền. Chuẩn rồi, có lô nhiều quá à. Con gì cũng phải có đồ. Không có đồ nào toàn hết. Mà mũ này thì mẹ bây giờ để nó kiếm đồ cũng phải phết đấy. Đồ nó trong mốc làm nó đéo có đủ ích, nó đéo có boss. Nên là phải đi, thứ nhất là đi mua boss, thứ hai là tự phải đi săn, không có. Hello, viết dưới cái mẫu Việt chấm TV bạn ơi. Lát gì? Lát gì đó, đó là sang em bốc về chỗ. Dũng nhá, ôi trời ơi, mẹ Dũng quá. Cái link cái đó. Đồ lắm thì tôi mới thấy bạn. Tôi không phải chơi server của bên server cũ đâu bạn ơi, tôi chơi server của admin khác không chơi đâu. Mà chơi thì tôi cày cho bạn một ác. Thế là tôi đang chạy một ác cho ông bạn này. Cày cho luôn. Cày giùm. Hai thứ tiền. Phải có gì cho. Tính tiền bây giờ. Theo ta còn đắp lót nha, vãi lì. Thế ta lập, để ta lập ác này. Tụi có hết đơn nè. Tụi có hết đơn nè, chuẩn bị đánh em. Ủa sao nó có chơi kinh nghiệm nữa ta? Ờ, có phải từ kinh nghiệm mà là kinh nghiệm bạn nhiều quá. Nó lưng cóc nó nhảy về hả ba? Nó nhiều, bạn nhiều kinh nghiệm quá, nó nổi.
là quái này nó nhiều kinh nghiệm quá là mình né vào thấp ấy. Chắc mấy lần rồi ở tớ. Mới một lần à. Cho tao nhìn cái mép tí không mà. Nè. Chơi đi ngủ đi rồi mai dậy. Thế nhưng vật vẫn như cũ á, vẫn như cũ nhưng vật kéo. Cho điên, Tuấn cho điên. Tuấn cho điên à? Được nhé. Hấp đi. Không là Tuấn cùng dâm. Tuấn cùng dâm. Chơi lắc lót chưa? Chơi lắc lót gì? Lắc lót nó lợi thế được có con ngựa, nó đánh nó không bị phụ được kim. Nó cứ thế đấy. Thằng này lắc lót đâu, nó đâu có dập một lần, nó không bằng, nó mắt một lần, nó ngay dập một lần. Chờ ớt năm 2 em ơi. Đang chờ ớt năm. Má mày bẻo địa điểm đúng không? Cái đồ thét mày bây giờ. Đúng rồi, cấn căng tôn là đồ thác đó nhá. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em đừng. Thôi không, đồ thét gà bãi được hả? Cầm cái này nè mà. Cô là 2 lâm BK mà. Cái thằng dũng ấy mày lập à, lão cái gì để tao tao theo luôn cho. Kìa mà anh bán cái kia, bắt đi. Đấy, tôi liên lên nghe bao nhiêu rồi? Anh ta vẫn không 162 vẫn không coi được cái web cây kia. Cái này thật sự là bị lỗi luôn vậy. Cái nào nên nghe vào khoảng tầm 200 thì gọi nhé. Con tắc lót còn khỏi các bạn. 300 tới đấy mà. Nè, ta vô được mà lý. Tao dính lý. Em này em ấn được cái thủ party tên... Niêm bị ót rồi à? Server mới mạnh hơn. Server 2 bạn ơi. Tao không thấy mày vừa trong BT rồi đi. Đi đâu tao vẫn đứng đây nè. Ao mẹ, nó là Niêm nó ao từ lúc nào ấy, mất cây mà. Cây vô cái thằng V VE gì kìa. Để xem nó có đập mà nó sẽ phát chưa đấy. Nè, nó phát mắt hay mắt. À, đây không này V ở đâu nữa. Mày ơi. Ôi. Thằng V đứng gần chỗ. Game luôn à? Hả? Chén ai nghỉ. Reset trong game à? Ừ, reset trong game luôn. Thế là cái luôn á. Thằng này nó... Bên ai? Tao nhìn cái này nó cho không? Máy rồi. Đây chỗ này. Từ. Máy cho máy rồi. Sao lại bị kích cái party vậy? Tự như mày ót party sao ấy, mày ót party thì mày nhường cây cho người khác. Rồi. Rồi, tao đi đâu mất rồi. Ai chặn vậy lô của em chơi. Má lên mà nghe thôi thì vô cái web tập một tân cái lùn lâu thế là ngân rồi. Ôi, lâu bạn bỉ tôi rồi, tôi online thằng cơ này lâu lắm đi. Rồi anh em ót hết party vào party tôi đi, 1, 2, 3 đi. Là chỗ nào mà anh ơi? Đây là ấn nan 2 này. Tôi nè, bắt party đi, bắt party đi. Bên trên nào, trang ai nghẹo quá hả? Ờ, chẳng ai nghẹo á. Bắt hết đi, bảo vào. Đi đồ, nghèo, không lấy. Ê, về đây. Chán ai nghèo. Ở bên trái màn hình, ấn bên trái, ấn enter, ấn vào tên cái là được mà.
ok. Tôi thành DM rồi. 500 nghìn được một cặp sụt. Hai cặp sụt led. Cái gì? Nè nè rồi, rết một lần lên em ạ. Trăm lần ạ. Được thành 2 rồi đó. Chịu được được 5 cặp sụt led. Led. À, 2 triệu được 15 cặp. Ý là bên nhiệm bên nhiệm vụ ngày nó có nó được được cả bên sâu ấy nhá. Lim làm việc cái Lim em ke lâu rồi Lim. Đang làm việc khác. Mật khẩu là gì mày ơi? 123 bạn ơi, 123. Lấy bao nhiêu rồi Tân này? 400. Bao nhiêu? 400. 400 thì kéo vào rồi đợi một tí. 10 triệu rồi có 25 cặp bé mà là TTK. Tôi chỉ được có 25 cặp à. Bây giờ anh em lên bao nhiêu để mới được thì không thể để tôi đi reset này. Đây tôi là bây giờ tôi bị bạn reset đi, bạn reset đi cứ khoảng tầm 2 3 level cái này là được thôi. Không vậy sao không lên Takan anh. À, mới đầu luyện ở đây thôi em ơi. Luyện ở đây nhiều anh em yếu luyện đây tí nữa lên khoảng tầm đều 7 8 lần ấy nên trên Takan nó gì hơn. Chứ anh lên Takan thoải mái rồi. 9 lần rồi này, một lần nữa mắc thôi này. Rồi nữa mắc reset này. Cái gì mày đi reset cho anh ấy. Không có được đâu, chờ được tí này. Không đâu. Tao đi reset VIP nữa. Tao giả được 20 level nên đi reset nhanh. Đúng rồi, mình không có tiền thì reset VIP thôi. Mày thấy cái tên nào chưa? Chào Tân Văn Lộn hộ tao cái nhé. Ok. Tấn quay chào Tân Văn Lộn L nhé. Thân cuốn được không? Đập cái mẹ đó. Tuấn cùng dâm. Anh là sao lưng nè? Chưa mất vừa mình đặt tên tắt lót cho nó là Tuấn cùng dâm. Cái gì có ai đó nạp cho mình 3 triệu cho game cho gì. À, 30 triệu là có một cái dinh với một cái win 2 đấy. Nhưng mà 20 ngày sau cái win 2 nó mới dùng được. Win 2 đang nha. Win 2 á? Ừ. 30 triệu là có win nữa. Mà 20 ngày sau mới dùng được. Thôi ta ăn cơm rồi nhé. Không đừng đập luôn à. Hả? Không, cái đấy đổi ra được win luôn. Mát off luôn à? Nôn, hình như win nút hay sao ấy, win nút hay win Omo, Omo. Hai cái thì được win lúc mà ba cái đồng xu đấy thì được win lúc mau lót mắc bốp. Rồi còn làm 20k reset VIP được không anh? Được may lắm, làm 20k reset VIP thoải mái luôn. 20k reset một ngày, ngày đầu này mất anh em mất 5.000, mấy ngày sau em mất 1.000 rưỡi một ngày. Cho thì không biết luôn. 190. Chục là được cặp nhẫn không hả mà mạnh hay là một cái nhẫn được cặp nhẫn với lo được cái fan không lo là cái gì chuyện không? Được một cái nhẫn đấy, mốc 30 triệu được một cái nhẫn đấy. Ai rồi? Nghe chát rồi. Cái nhẫn ba hộp đấy bạn ạ. Không hiểu gì đâu, chỉ biết cái thằng ba thôi. Tính ra một bộ penzing của nó đỡ khỏe phết ấy, nó có hai dòng. Hạn đa mới là giảm sát thương. Như vậy khi tầng 53 là đủ gắn được mốc nạp ở đây á. Ui, cả một cái tầng 53 bên thang sang bên đây ngọt luôn. Đâu? Bảo anh Quỳnh có nhận là dưới tầng 53 nữa giá không? Thu mua lại đấy. Như bên này là thu mua lại bên coin đấy đúng không? Tí nữa giá và đập game khác chơi đỡ buồn chơi. Cái bên này nó thu mua lại Vincoin X3 nên là trong server anh em mà ta không bao bán quá X3 và là bán 2.2 2.5 thôi. Game MU bạn ơi. Lâu lâu quay trở lại game MU tí. Làm gì những cái 100 triệu cái nó vô dụng quá mà lại không 100 triệu nó khác hẳn không? Không ai mấy ngày sau nó không làm cái thằng dũng bón nó lập ác nó không làm lại đâu nó không lõm nó chưa không lập người cho mình cái vợ của ai cái vợ của ông Ngô Đình Hòa Bình cái vợ phải admin thực quần không mạnh chứ còn gì mày tôi chưa thấy con đắc quai bạn ấy
Thế có ai chơi RF chơi tôi ra đây tập. Hả? Có ai chơi RF chưa? RF nó ông Liêm đang chơi RF. Chung đi đâu có gì đâu. Mà tôi thấy bạn sinh ra bạn dành cho DK hợp lý hơn ấy Tân ạ. Thằng Tuấn thì chơi Dark Lord rồi. À, Sơn thì chơi con ép rồi. DK đứng mũi chịu sào. Đâu mà thủ khiêng nhà, nhà tanh. Hồi nãy cho em không nhìn nữa chứ, em nhìn từ sớm thì em nhảy lên người nó. Mỗi một ngày đi xếp bao lần đấy? Mà ngày đầu tiên 10 lần, còn đâu mấy ngày sau là mà 3 lần bạn ấy. Sao mày không rủ Seco sang chứ cùng Seco bây giờ nó đang mở sới bạc nên nó không chơi được. Còn nó đã chơi với tao từ cái server trước này. Nó nghỉ từ biệt server trước, cái server Tân nó nghỉ nó chơi một thời gian nó nghỉ luôn này. Và giờ nó đang làm sới. Đây chắc toàn mấy anh em mới chắc chả biết mình. Ừ, đây toàn anh em mới bạn này. Toàn anh em mà tôi chơi bên kiếm thế, thôi anh rủ anh em sang chơi ấy chứ. Nè thằng này. Ông Đinh tính con DK ở bên này đợt hỏi bon này nó tầm 100 lần gặp khỏe lắm. Không biết tao fix chưa. Nhưng mà nếu mà để nói mà đam mà ổn định đều nhất thì vẫn là con Dark Lord nhỉ. Con Dark Lord thế là để ổn định. Ôi, mình chơi DK vậy. Tôi chơi con Dark Lord này khoảng tầm 1 tuần. Sau đó tôi kiếm được ngựa, tôi chủ đổi Dark Lord. Con nào thằng Dương hỏi tôi, nó bảo anh có chơi được không? Để em vào chơi, bảo là anh trong đắp chạy chứ. Ôi, đợt này tôi cũng bận ấy. Đợt này anh bận, nếu chơi nó không được như trước. Như trước online hầu như vẻ cả ngày mà u ấy. Đó online được nhiều đâu. Thế bây giờ một ngày thì ông chơi được tầm mấy tiếng mà u? Một ngày á? Chơi được khoảng tầm 3-4 tiếng. Và treo máy mất đấy. Xong đi tìm mua đồ thôi. Đéo săn boss được như trước. Nói chung là đi mua đồ xong đạt mình lên đồ thôi. Lên đồ xong là đi đánh nhau thôi. Cái này vẫn của Gold chứ phải không? Không, đây là của người khác. Tôi không làm cho ông Quân nữa. Bên này thì mức nào họ không có mod. Server này mà gờ chém nửa hay hỏa diệm đang to hay nó ngọc chiến nhá. Server này mình cũng chơi lần đầu tiên. Thấy anh em bảo lúc đầu mấy con giờ ép mấy Dark Lord nó ok hơn. Mà gần chưa chơi không rõ. Có một cái phát luôn với win game này nhanh theo. Tao quay mình đạp được 3.000 thẻ chết chứ nhỉ. 3.001 đấy chứ. Mới vào nạp rồi là nào mà lại có cái cánh là có cái win kia, mini kia. Này, làm tí tin lấy cái win mini, mua. Mua win mini. Lại có ông là vui rồi. Nhiều ấy, nhiều ông là vui. Em nhìn lùm đông đổ quá. Ông gì trước chủ vui mình chơi đấy, bây giờ ông chơi đây bỏ. Nào. Ông Vương á. Còn rẫy á. Ông Vương gì? Ôi, bây giờ ông ấy cũng ít chơi lắm, bây giờ ông ấy mới mở thêm cái phòng khám ở Sài Gòn, mấy cái nhánh nhìn, bây giờ ông ít chơi lắm. Cái thằng là Tuấn nó đéo chơi mẹ cứ ù đéo nào tới lần tích cái thằng mõm ấy nhìn chỗ nào nó chẳng có mõm của nó. Nhưng mà anh có thể là bán đồ ép buồn. Ôi rồi đầu mới ở quần mấy tiếng này lấy đâu ai bán đồ ép đâu bạn. Nói chỉ là thấy chỉ có bao nhiêu. Ừ, chưa săn được boss. Phải chắc là đã qua chắc ngày đầu chắc săn được rồi đấy. Mà săn nó lâu tí thôi. Để tí tôi đi sắt mắc mà tôi đi tìm boss tôi săn được xem. Tôi chạy em và tầm 300 tôi đi tìm boss. Ok, cảm ơn Thương Minh nhé. Chắc này chỉ cũng to thôi để đâu tất cả anh em nhé, buổi chiều tốt lành anh em ơi. DK tầm đầu này chả đánh được ai.
DK tập đầu thì nó không khác gì gọi là con DK bút đấy lúc đầu. Mà tôi thấy bạn là hầu như bạn toàn chọn DK đầu tiên. DK đầu tiên bên này đồ đạc kiếm có vẻ mua có vẻ hơi khó khăn. Tôi đâu mua gì không có hiểu đâu qua vì tất cả vui lên bút cũng được vì tất cả nó theo cái mà săn bot của server nó ra ấy. Nó không phải giống là ở mức làm nó có bot. Thế thì nói chung là phải mạnh trường chứ còn yếu thì khó lắm. Phải đông mà mạnh. Cái này bot bot thì giống như mọi server thôi. Thì bot bên này, đa số mấy con bot 1 2 3 3 nó ở Logan hết. Con bot hoàng kim kia nó ở Logan hết. Có mỗi bot 4 ở Atlan với Zobo ở Takan thế thôi. Nói chung là nó phải đội hình của mình nó phải mạnh và đầy đủ các class thì mình mới đánh được. Chúng ta tí nữa xem à. Tí nữa xem xem gì kìa. Xem mấy thằng nào nó làm chủ vui xin chân điếu đóm nhỉ, Liêm nhỉ. Đừng Liêm. Làm chân điếu đóm này. Nãy lịch nạp đó nghĩ là thôi. Xong đứa chiều. Tại tôi mắc rồi, bây giờ tôi chạy level thôi. Không, level reset bao nhiêu lần rồi. Tại cũng voi mà. Reset 4 lần 128. Má con voi được ra bao nhiêu với lại gặp. Bây giờ cũng muốn cũng có. Không biết trước khi điều Huế xong kèm đen mà. Còn mấy ngày được 3 ngày nữa. Nhiệt nạp bóp bóp khí nha. Nhiệt nạp bóp mấy vậy các bạn. Nhiệt nạp nó chỉ ra đồ theo cấp thôi anh ơi. Nó không tính gọi là bóp mấy anh ơi. Một ngày đi xét được mấy lần anh. Ngày đầu tiên đi xét được 10 lần nhé em ơi. Bắt đầu ngày thứ 2 này đi xét 3 lần một ngày. Lưu bạn ăn chơi hát lượng nhá. Mình đang chơi con đắc quai bạn này. Tráng ngang nghẹo. Chơi cả lan đắc quai. Phù thủy. Gọi tiếng Việt Nam của mình là phù thủy. Thì đường level là chính. Đi con hoa được 78 triệu. Bên này mà một boss có chắc mấy chục đấy. Mấy chục ngàn đấy. Con gà có đồ bằng cái đầu có tiền gì đó. Wow. Con không có đồ bằng cái đầu có gì quen. Diễn 3 lần. Anh ơi. 13 lần. Mày thế không có quầy rồng à, game này chơi ít còn có quái rồng mà đấy, hiện tại tôi đang chơi cái thưởng mạnh nhất là mưa băng tuyết. Đánh cho nó dễ. Quái với mẫu này nó quái nó trụ, nó không phải quái nó lẻ tẻ nên là cứ đánh trụ một chỗ nó dễ. Tôi thấy anh nghiêm gì cũng được. Ok thảo thần nhá, những cái game 2000 đổ ra mẫu này, võ lâm này, kiếm thế này, thiên long này, phong thần này, con đường tơ lụa này, kiếm được hết. Con đường tơ lụa chơi cũng được. Bây giờ bảo chơi liên minh loạn chiến Mipuk Mobile chịu cứng. Chơi cũng chơi được thôi nhưng mà chịu mấy game cũng không hợp với mấy game đấy. Mày có chơi được con đường tơ lụa sao mấy mày chơi? Hả? Con đường tơ lụa. Mẹ con đường tơ lụa bạn có biết có thời gian mà tôi nghiện con đường tơ lụa đến nỗi như nào. Tôi farm đi farm điểm nó mới mệt chứ. Nè. Sao mà mình đam mê cả đi săn đi buôn nữa cơ. Mẹ. Đi buôn nó sướng.
đi buôn kiếm vàng là đi bán kiếm min, min đi bán. À nếu chơi trò gì rồi, nhưng mà trò gì tăng đi chơi không? Bấm tóc hoài lúc đầu thì xét nhanh được, ăn cay nó có nhà. Nó có lép á, lép có nhà. Đi cướp tiêu vui hơn à? Làm đạo tạc ấy hả? Mình nhớ là trước mình con đường tơ lụa mình hay buôn ở Đôn Đôn Hoàng sang Vương Quốc Hòa Điển. Còn nhà đi qua Đôn Hoàng đi qua cái hang gì ấy, chứ mình cướp ở đấy, cay. Cái hang đấy hang gì, cái hang gì? Hang Tử Thần à? Ghi là hang, hang Tử Thần thì lại. Có con nhân vật đặt cổng cung nhỉ? Ơ có nhân vật ép bạn đây, đây này. Cái ông cải trai ông ấy chứ con ép này, này. Ép này được cái là đi các sự kiện bắn ngon, BCDV đánh nó ngon. Đi farm quái ok. Nói chung là con ép này là đi farm quái, farm ngọc, săn boss được. PK thì phải sau này nó ra sói, cưỡi sói thì mới PK nó mới ổn. Còn bây giờ là chỉ là nhiệm vụ là đi xe in là nhanh. Chơi trên con đường tơ lụa thì có hai con đeo kiêng, một con đao kiêng, một con kiếm kiêng. Thương thì có con một con thương với con đại đao, một con cung. Con ta nhớ chơi có phía có bảng là bảng Facebook với bảng sau này nó cập nhập thêm bên EU nữa. Bên EU có phù thủy này, đạo trích này, mấy kiếm này. Sau này ra EU nó khỏe quá, mấy con EU nó khỏe quá. Nhớ bấm nút bấm nhá, nhà tài này em mắc chắc ngày hôm nay rồi, 10 lần một ngày. Em biết còn ngày đầu tiên là 10 lần, còn nó bắt đầu ngày thứ hai là 3 lần một ngày. Cưới chi lọc đi em không nào. Hello bác Quang nhá. Bây giờ tôi chạy cày mắc lever thôi, mắc lever này. Sạch rảnh là tí tôi đi tạm cái boss thế này. Tầm nào có boss này, boss vàng, uầy. Boss vàng 6 tiếng nữa cơ à, cái gì. Mình đi một tiếng 20 phút chứ. Đâu, boss bên này nó cũng ra nhiều. Một tiếng 20 phút nữa đây. À, thế nào, ở đây này, ừ, nó xem ở ngoài chuẩn hơn. Một tiếng 20 phút nữa. Ở trong nó bị lỗi đéo gì nhỉ. Rồng đỏ trong nó chưa cập nhật tại giờ hay sao ấy? Ờ, xem ngoài quét chuẩn hơn. Mày đi kiếm băng hoàng ra chất mải ra hoàng được không? Lúc cũng open là 1 giờ mày. Ừ, 1 giờ open bạn anh. Không là nó thỏ là thỏ là 1 giờ, 1 giờ. Máu được 50% đúng không? Zoom này. Linh tải mình in ở trên này, bạn ơi bạn ấn vào và tuấn phần ấn vào cái có phần tải game luôn. 9% thì làm sao mà hút cho nổi em? Hút 9% trên clip sao mà đắng. Mong gì yếu lắm luôn á. Vì đá cà vui mà cứ tài tiền thì họ còn giàu là sao đâu trời. Đúng rồi, quái trên đây nó yếu. Quái ở cái mù này yếu. Sao không anh em đứng đây nhá, để tôi lên Star thử xem này.
Em có bãi nào ngon ngon không? Đừng đánh đồng thế. Vân đánh có mấy quái nốt bậy. Cứ chai đấy đi, chai đấy ổn hơn. Đấy quái khỏe, quái đấm sạt ta này khỏe. Cứ chai ấn ăn 2 khỏe ổn hơn đấy. Lập vui chưa anh? Hello Hoàng Nhất Phong nhá. Chưa em ơi, anh khả năng anh đi xin cái chân điếu đóm thôi. Lập vui gì? Chưa xin vào vui khác thôi. Với xe vào đầu mình chơi bên xe vào này mình xem tình hình xe vào anh em nó thế nào á. Lên thử xem là được như nào. Lập tên cài chay ngay. Không thể có lừa cái nạp mấy chục triệu vô đâu được trường hợp đâu, để mua ngoài thì nghĩa hơn. Năm chục cặp rồi bé, nếu đáng luôn á. Cặp bé thôi, tự mua ngoài rẻ hơn, cặp có 25.000 đi. 50 cặp BS mua ngoài thì mất 1.250.000. Bèo, chỉ nạp 10 triệu thì 50 cặp bé. Lớn mà cả nhiệm vụ ngày nữa nha, nó có ở nhiệm vụ ngày nữa đấy. Nó 22 chỗ nhận mà. Nói chung là mua ngoài cho rồi. Nhiệm vụ hàng ngày được thêm 30 cặp nữa là 80 cặp. Vẫn mắc hơn mua ngoài. Tổng là tổng 80 cặp, 85 cặp. Mà được cái nó thêm được cả Wincoin, được 11 triệu Wincoin nữa, 11 triệu Wincoin. Tính ra là mẹ con nó có mua gì nhiều đâu, cần Wincoin gì nhiều. Coi mình để mình reset này, mua bùa để đập đồ này. Mới vào mốc là nó được cái là vào mốc thì nó được nó được lên mấy cái mốc là nhận mấy cái đồ ở đây. Chỗ đấy có được đéo gì đâu, tới mốc 30 mới có cái đáng để nhận thôi. Ừ, được cái dinh mấy cái đầu xu đổi viên 2 này. Đó, ý là mốc 30 đó cái nắp chụp bên ngoài dưới nó vô chụp phải liền ra. Xong đéo mua nào. Hello Ngọc Kiến, không được boss em ơi, mô này chỉ được Ngọc với đồng xu để đổ viên 2 sau này và dinh pen thôi. Nói chung là ta không chịu cũng thế là còn hiểu chứ. Còn nói em ấy rất VIP bằng viên coin nhá, một lần là 500 viên coin. Nhưng mua ngoài cho nó thể được. Bên này dân buôn có. Anh em nếu mà đăng ký dân buôn thì như được cắt phần trăm nữa đấy. Tôi chưa hỏi các phần trăm bao nhiêu dành cho dân buôn. Ông đập nó 2.5, nó đập thoải mái luôn. Đập phà phà kia mua chừng nào chừng nhiều bạc luôn, mua bù cũng phê rồi. Bây giờ vào anh em được hỗ trợ một con test có bùa có gấu 3 ngày nhé. Có thời hạn là 3 ngày anh em ơi. Chẳng là câu ta hay nói gì nghe đề giống như ngục quỳnh bên kia. Nhưng con mình nói để ta nạp cho mày để cho tao thiệt là thôi. Nếu nạp. À, không biết sao được. Ta thăm ngon lắm. Hơn 300 này, hơn 300 nè bà rồi. Máy được win 1, nếu có mất là win 1 em ơi, 30 triệu được win 2. Win 1 về win mini. Và mua win mini một tuần có 10 mấy chục ấy, chục win coin. Có đạp win 1 nha. Win 2 là 30, nhưng mà win 2 20 ngày thì mới xài, thôi.
Mày ơi. Ôi. Cả chục ngày đấy chắc chỉ đủ xem đồ. Cho máy bỏ đấy nhá. Ok bạn này. Cả chục ngày chắc chỉ đủ xem đồ không mà. Zalo nhé Liêm này. Không hiểu. Đó, hiểu phút này. Đó, không hiểu. Không hiểu khái niệm đó. Không có chơi luôn nhiều đâu. Biết thôi chứ không hiểu hiểu sâu. Cái cơ chế lên đồ thôi. Sơn đâu rồi? Đổ mê. Lắc được 4 ác rồi, cái này chỉ lắc được 3 ác thôi nhá, vu vu phấn thôi. Hello bác Tôn Nhật Tân nhá, làm vui thì anh chưa, mình chưa làm vui. Không có win 1 tuần này. Ủa con này máu ít quá hả? Chắc làm lận hai ác anh nhỉ. tùy em chơi được bao nhiêu ác anh em chơi. Hiện tại thì anh mới chơi một ác thôi. Một ác thôi, tí nữa anh sẽ chạy khoảng tầm 4 ác nữa. 4 ác mút nữa. DK này, F này, Dark White này. Cái con Dark Lord này, đi bút cho anh em. Lập cái trang bút lắp để bút cho anh em. Ghê. Sơn ló mặt tao vô treo đi Sơn ơi. Ủa cái gì vậy? Tự nó đấm cho người ngoài chết. Ê cái Ủa chán, hơi chán chán rồi. Ủa đi anh em. Gì má. Ủa đi, ủa sao sao kia vậy? Múc nạp xong đéo cũng chơi luôn bạn. Móc nạp hả? Ừ thì tính móc nạp ví dụ 10 triệu thì được 24 được 85 cặp BS. Trong khi mày mua đồ 100 cặp ở ngoài có 2,5 triệu vậy. Mốc 30 triệu là à? Được 1, 2, 3 có được mấy trăm cặp bê sâu ấy. 1, 2, 3, 100 này 200 này 250 này 28, 29 này. Nhiệm vụ ngày nữa. Nhiệm vụ ngày này. 70 này. Gì? 100 này, 150 này. Rồi. Thế là được xem nào. Hơn 400 cặp chứ niếm. 30 triệu hơn 400 cặp đấy. Hơn 400 cặp bê sâu. Cộng thêm được một cái dinh và một cái đồng xu. Ta nói là trước cái móc 30 triệu là không có con cặp gì đáng đi lên luôn á. À, ừ thì đã bảo là nạp 30 triệu thì nên nó chung là cái này lấy mốc cao cơ, lấy mốc cao thì nó mới thấy nó mới thấy pin với pen thôi. Ngoài ra biết cái đéo đáng mua BS mua ngoài rẻ bãi luôn ra. Ủa sao đi thấy mạnh được cái tê ra mà mua nói chung là mua rẻ cũng có rẻ nhưng mà vài bữa nó sẽ bên nhiều BS lại nó còn rẻ hơn. Mạnh BT for full lại á mạnh. Đầu server bây giờ là 25.000 một cặp bây giờ giá top rồi. Giá đang nằm ở tầm đỉnh rồi. Mẹ về bữa nó còn 15.000 cặp thì thấy cái cặp. Level bao nhiêu rồi? BBT cái mặt. Mày level bao nhiêu rồi? Không có giá trị thực dụng. Red 5, level 67. Bao nhiêu 67 đéo vào một party mẹ ta hơn 3 lít rồi. Lưu anh đồng chung nhá. Đợi tí để ta mày dễ đi. Từ từ để cho con tổ kiến nó làm. Đây. Đấy, chăn người chăn ạ. Ở đây level 67 hả? Ừ. Để con tin lên level 67. Lại tí lên cho cái này lên nha bà. À, và PLC đẹp trai rồi nè, PLC đẹp trai 123 rồi nè.
lên map star rồi. Video Linh đọc nhá. Để thay đấy được. ADDCMD tăng điểm mệnh lệnh là ADDCMD thì phải. Được chưa, vào chưa? Chưa được. Mày BT lên thở ra đi nào. 168 hay là 68? 68. Ba con này ở tím ba 30 chưa vào được. Tăng để tăng nhóm đấy. Chỉ là cái cho em. Chỉ là chỉ. Cũng phân tán mà chỉ. Phân tán nhỏ. Chỉ là chỉ là chỉ mà. Mấy cái chân hồn này phải đạt cho cái chục mấy cái thấy giá trị thì nó hẹp hẳn. Nhưng mà trên phải vào trên 30 triệu mới thấy tách. Bọn em vô là chú được trong lòng. Cái chị chỉ gặp gì thôi chứ BS thì cho vô được lắm. Tính đơn giản bây giờ BS sâu ở ngoài này 5k 1 cặp. Đấy 5k cặp 1 cặp không phải là 100 cặp có 2 triệu rưỡi à. Được chưa. Nhưng mà tính đi tính lại cái mốc đấy thì rồi được rồi mạnh đây được chưa rồi chưa rồi đây phải bén chắc còn xuống được không nói chung là bây giờ quan trọng là có đồ đã bạn này đừng chưa nghĩ cái đấy sớm chả quan tâm nữa tao chơi tao chán rồi quan trọng nó có đồ á chúng ta sơn biết còn tao chơi cái mình không quan trọng nó phải có đồ thấy game không. Ôi giời, lên nó đập mình phát chết. Đồ đạc chưa có, mình chưa tính được. Tại vì bây giờ anh lên bom nữa. Mình lên đi bát mang. Ok, luyện nè. Mình luyện cái... gì đã. Vòng tròn năng lượng đấy. Không tròn được à. Bên đây sắp mắc hết nè vào chưa? Mắc hết lần xét chưa? Chưa. Mới 5 lần rồi mà. Này cũng lim 5 lần, này kia 3 lần. Không tròn nữa. Mẹ Malasio đây không bán à. Phép cột nữa, phép Nova. À đây mẹ. Bộ mẹ. Nhiều ta đặt tiền mua đồ thời trang chơi còn tiếp bên thằng tâm bên thằng tâm còn tâm còn slot không sao tâm còn slot không cho thằng lim lắm nè tâm ừ gan tâm lim sau vô liền lực tấn công lâu cải nha. Có kim mà. Hôm nay tự chủ bản thân của mình thôi. Như tự chủ. Ok. Tăng tiền nào trong tôi. 1k bạc là bao nhiêu tiền Việt Nam đồng? 1k bạc là 1.000. Bitcoin bây giờ thấy anh em server đang bán là 2.2. Rồi mua trên 500 là 2.5 vì admin mua lại 3 chấm mà nên là giá trong server nó không mà quá 3 chấm quá 3 chấm nào để họ bán admin mình gỡ lại được. Có ăn trăm nghìn vô chơi sơ sẽ trở nhanh.
Chơi đầu cứ để cày rồi. Tôn tập cày BC Devin nhà đấy cái đấy. Muốn gì vậy Hoàng? Em đứng trên đó làm gì? Không được. Có qua tạ. Tập có lên từ ta ca rồi này. Muốn mà mới 16 nó cầm xa đầu lét đấy. Liêm bây giờ cũng chơi Dota ấy. Đúng rồi, đánh Dota chứ giờ này còn có mấy trăm triệu trong mày. Ờ. Mình cho đấy mình chịu luôn. Rồi quá nên mấy đứa mà rồi cầm mày cái đánh đâu sợ lắm. Bắt bay càng nhẹ như trời. Còn ép thôi. Đồng ép thế. Trên K3 sẽ phải 2 á. Đâu cái nào ấy. Xong rồi vô lòng con win chói. Xong rồi con invoker lóc lên thì em lấy cái gì em chạy. Em lấy cái gì em đưa ra em. Bây giờ con muốn win nó chói, con muốn cho nó lock thì em lấy cái gì em yêu đang. Mà em có không cầm được cho bên. Phải lock cả buồn. Nó cũng đang đi mò đó. Thì cái nó dãi phải chết luôn. Con mà mình muốn không bê cũng được. Ông mất này cũng tếu, rồi đến ông ngoài cũng tếu. Ai không cũng không được cái gì mà. Ba có méo đâu. Ba này cũng làm gì nữa. À đây, bãi bãi chi này. Đây. Mấy hôm nay cho mất tư sớm nhỉ. Ấy ăn được cái DD rồi còn đánh mấy à. Ui, đánh quái này. Ui rồi. Kéo chú đổi thôi. Ôi xì, tôi về Sata đây. Chèo ớt nợ là vẫn ổn hơn. Chắc chưa à, cơ đây. Chưa mà. Bao nhiêu lần rồi? Dạ, mới chưa có người giấu được người. Mới 5 lần. Không hiểu sao cái nhạc rep là nó không có hai cái nhẫn luôn nha. Ai nhẫn em được cái méo gì đâu bạn. Gọi là nó là cái mặc định ở cái màu u này nó phải có cái nhẫn đấy, nó không xóa cái nhẫn đấy đi. Có được cái gì đâu. Ông ta không có nhẫn nha. Ừ. Thì bảo hai cái nhẫn đấy nó có cái tăng cái gì đâu. Đẹp chứ. Anh nên ta căn một kiếm bãi làm ngon anh. Ta căn một đấy. Rồi để nên ta căn một anh tìm một bãi ngon anh em lên nhá. Đi về. Anh em cứ đứng đây tôi đi tìm bãi khác cho. Nên cho nhanh. Tôi mắc rồi tôi chạy lung tung thoải mái. Chưa thấy địch đâu. Anh Sơn ơi, 2 của bạn em bao nhiêu rồi? 163 1 92. 163 1 92.
140 mới kịp đến ta căn 1. Cái nào có ác một ác lên 140 bỏ tôi nhá, mo lên Takan nhá. Ừ, đây. Có ác nào lên được Takan thì lên đi, lên Takan đi. Có ai có full lên nhiều. Ừ, lên Takan đi. Ấn M lên có chữ Takan ấy. Con nào đi ta cái cổng chính luôn kìa. Takan. Lâu thanh thú nhá. Đây đang chỉ cái mắt tôi á đúng không? Ừ, mắt mắt nó Takan can ấy, như là Takan ấy. Rồi, đi chỗ này đâu? Thôi cứ chạy thằng nó cổng. Ô, tôi xem bạn đâu, xem đúng, đi đúng cổng chưa? Đây mà, đây mà, đây mà, đi theo tôi này. Đây cái thẻ thẳng này. Thì mấy con kia lên 140 cũng chạy ra đây luôn nhá, chạy ra bãi này luôn. Đây, đi ra đây. Để ăn bãi đó, để ăn bãi đó. À, mấy em này. Đây, đứng đây. Đấy, đánh đây. Ba mày cho nó nhiều quái. Quái nó được nhiều kinh nghiệm hơn. Cái bác này lại đang đứng kìa. Có một con ép. À, cứ đứng đứng đây, kéo kéo anh em một chút nữa đi nhấp phong ơi. Còn mấy anh em chưa lên được mày. Này ném lên vô cơ cả. À, vãi. Chuẩn rồi em ơi, NE tầm này em tăng khoảng tầm 500 NE. Sở trang đủ mặc đồ, máu khoảng tầm 100, còn nó vất hết vào AGI nhanh nhẹn. Giáp một cái nó dễ tăng điểm. Nó khỏe, nó đang đi phạm khoái nó khỏe. Lên đây nhá Phong nhá. Dòng rồi, anh cắt rồi. Tân ở đâu rồi nhỉ? Gọi lên đây luôn. Rồi, đâu quá. Con còn nhớ đường ra mới. Hay bạn này quên đường ra rồi. Ok bạn ơi. Trước ta lùi cứ bóc ghê lắm ấy nha, nhưng mà giờ bỏ rồi. Ok. Rồi đấy bạn bắn đi. Đứng ở giữa khoái bạn bắn đi. Trên đây cây nó nhanh hơn. Hello Phạm Phong nhá. Server 2 Phạm Phong ơi. Có gì hot toàn người lơ tất đình nhá. PLC đẹp trai phát 123 nhá anh em nhá. Anh em nào có chay reset thì nên như đây server 2 Takan cộng 12 giờ.
ăn tập mày đó hả? Phong chưa đủ level lên lên Takan được không ơi? Anh mạnh quá, Nam phụ em tí cho lên cho 50 cái. Ok. Để qua đây luôn. 140 lên được mà em. 140 lên được rồi Phong ơi. Em level bao nhiêu rồi? Ok, bên này sẽ bảo là con tắc ngoài thôi. Không ham mười chín mười á bạn. Ơi em nhận bùa trên gấu chưa đấy? Nhận bùa trên gấu gấu chứ bùa trên gấu cho nó nhanh. Chai một tí lên 140 ấy mày. Ở đây có mỗi con ép này, con ép bên kia ép về về ép. Một 140 là đủ nhá Phong nhá. 150 lên ta căn 2. Chơi sơ từ cũ đi. Còn mà tầm đấy bên mày cũng đêm mày ăn béo gì đúng không? Mình bắt reset bây giờ lên vào 326 luôn. Em không thấy cái viên đạn của nó bắn hả? Bắn thấy chứ đúng không? Trời ơi. Anh nhá, chán nghèo chơi chơi gần đến. Có cái thế mình chơi buổi tối bạn ơi. Ô tầm khoảng 20 lần trở lên thì tự đi chay chay nó sẽ nhanh hơn. Mấy cái ngày đầu này anh em party thì nó sẽ ok. Ơi. Kêu sơn chơi nha, tao đi ngủ chán. Ok, ngủ đi bạn ơi. Và mọi gì khác để anh em tôi má vô tộc cái đó nản luôn á, đang tìm web game để chơi đi cái này như mình vừa rồi mình cày chưa đến một tiếng hết, chưa đến 2 tiếng, tầm hơn một tiếng mình mắc 10 lần rồi này. Con đắc quay của mình mắc 10 lần,
tại mình đang đi chạy level thôi. Đây, 10 lần reset là 327. Ngày mai là chỉ có 3 lần reset một ngày thôi anh em. Mười lăm level nữa này, hay bk con ép nhỉ, bk con ép em chạy nó nhanh. Tân chưa đủ level lên Takan á, đứng đây á. Đủ level lên Takan đi. Đây 12 năm đánh là được rất ngọc với Lâm Vũ luôn. Ờ bây giờ là Lâm Vũ có rốt nhưng mà nó chưa ra thời gian, cái thời gian nó chưa đến. Ok lên đi em ơi. À lên ta căng cổ với. Mày ơi. Ơi. Ở đây. Ở đây lên nhanh hơn trên kia chậm lắm. Kia chậm á. Ừ. Kia các bạn vừa nãy không ai giết quái mà level bao nhiêu rồi? Tôi vừa nãy tôi tính giờ ra nhưng mà ở đây lên nhanh hơn. Bạn level bao nhiêu rồi? Tôi á. 200 rồi. Lên đi lên đi. Với không có người đánh quái ở đấy. Ở đây lên nhanh nhỉ, ở trên kia lên chậm lắm. Không có ai đánh quái đâu, vừa có ai đánh quái nên quái đâu. Đam ít ít đam ở đấy quái lâu chết. Nó làm gì có cái sân tôi lướt tao chạy lên. Có phải tôi lướt tôi còn bấm thứ hai rồi mà tôi mù mắt. Sao không phải là nó hay. Ở dưới Takan, ở dưới Atlan lên nhanh hơn nhiều. Ờ lên lên xe. Hoặc là con tát để em xong. Đấy, bây giờ đam anh em mình đủ ở đây tôi thấy nhanh này. Đam quá nhanh chết. Có TA là nó một nhà của em. Ừ. Sao em không vào mà em sợ nó. Đây lâu lâu mới lên được một level, dưới kia lên nhanh lắm. Mua mô chủ việt chấm tv bạn ơi. Mấy cái tơ mà mấy cái tơ là sao mà chiều lắm rồi nó bị đứt to đấy. Ê, chúng ta ăn lén nó sang kìa, để ta phát hiện rồi. Chúng một cơ chết đó, không có nữa đâu. Đúng kìa, Rosan luôn á. Cái này là thay đổi không khí chạy lên Takan cày. Ôi mẹ bên này có nhẫn bò này. Có nhẫn bò, mấy con tóc quai nó chơi lô va liên tục được này.
cái âm lượng nó làm cái nó giảm được nhờ hay là bây giờ phải thoát tắt bỏ ạ? Cái gì vậy? Âm lượng nhạc nó đang chụp cho chơi âm lượng mà ấn phần tùy chọn chức năng ấn tắt hết đi. Tắt hết rồi nhưng mà nó vẫn có. À thế là thoát hẳn game ra ngoài cài đặt ở cái phần nâu ấy. Thế rồi như mật khẩu của trưởng nhóm là gì nhờ biết không? Ông leo vào bao nhiêu? Tôi bây giờ đang là 217. Ủa ở đây cái con BLC tôi đang cầm mà đang lắp trong đấy này. Ở đây giờ tủ bên dài mình kì. Nó là cái phần nâu ấy, mình bạn tắt âm ở đấy luôn được. Rất 10 lần đi vlog hay đi win nổi không anh? Tầm này á, tầm đầu này chỉ có ép, ép lúc đầu này, may có win một khả năng còn đi được. Nhưng mà tí đi thử xem sao. Cho vào là anh cứ test cái point thấp anh chưa biết. Vào các server khác thì ngày đầu đi được nhưng bắn nó lâu nó không được bao nhiêu pull cả. Tôi tới trên đây lên cũng nhanh mà tớ. Và bây giờ đam mình đánh được nhiều, đánh quái nhanh chết này, liên tục này. Lấy đam thôi. Ăn TAA là chết chắc mà, nếu bây giờ nó đừng có không. Một khẩu gì mẹ ơi? 123 bạn ơi, PLC đẹp trai á. Thằng kia cũng được nhá, em nhí. Ai em nhí đấy. 123 bạn. Ừ, 123 bạn. Máy tôi dùng để bán hàng đơn mà nó có cái tiếng game. Đó. Ờ. Rồi chạy bán hàng được quảng cáo luôn. Mùi chán lắm bạn. Nặng chán, mẹ thường nào cũng chán. Chán thật chán đùa đâu. Đúng đùa. Tôi đợt trước là chán, đợt này tôi gọi là ổn ổn này bạn. Nghe đứa từ 85. Tôi được gần đây tôi thấy ổn ổn. Mong là nó cứ đi đều đều như này tầm vài năm bạn ạ. Thế là bây giờ ngoài livestream còn làm gì nữa không? Không, ngoài livestream thì làm gì nữa đâu. Bắt mắt rết thì làm gì nữa. Ngày giờ làm 3k. Sáng nay võ lâm, trưa lai MU, tối nay kiếm thế. Thế tối bây giờ MU thì không vào tí nào ạ? À? Có những sự kiện để vào các bạn. Những sự kiện lớn thì mình vào. Bên này thì nếu mà để nói sự kiện đánh nhau có mỗi con này kiến. Em ấy ít nữa nó bảo Medusa con đu thì thang đánh nhau những cái đấy là sướng. Nhưng vấn đề là cái đồ. Bên này thấy săn boss ra đồ nó cũng kiếm được đồ cũng gì đấy. Khoai đấy. Chưa mà những cái MU nó có mốc lạc có boss nó còn khoai rồi đúng không? Đúng rồi, như này là giá trị đồ là nay mai bọn nó đẩy lên cao lắm ấy. Chỉ cần có đồ X bán thôi, còn chưa biết dòng gì đã cao rồi. Reset lần thứ 5 rồi. Đây là bác Linh Trần nhá. Chơi vui vào chơi, xong anh em nào vào chơi vui chứ. Chẳng có gì. Mà mình không to chút kín nào. Em vẫn ở chút 3D này. Vẫn ở đây. On thì anh ấy, em zoom theo cái con 5 vật của em. Em cũng muốn to sát này như này, cao lên 5 lại 5 đi. Ấn chỗ 3D này. Mà đắp ngoài bên này tôi thấy đồ mẹ hết đấy bạn. Mẹ rất nhiều mà uống khác ấy. Ngoài bản chất nó vẫn khỏe mà. Nhìn cái đam nó kiểu gì mẹ. Bởi vì con đấy nó là phù thủy thì cái lượng đam đánh ra cao.
bot biết cái kiểu thì chủ yếu đánh quái cái dép đàm chứ không khác đánh kính. Mình cười bây giờ chơi chơi nhiều nhiều game mà nhiều thằng nó vào cho thi thế, nhiều thằng nào lập nhiều cái nó nghĩ là admin vậy. Mấy thằng này nó vào cái mũ bên kia làm tiền tỷ chẳng khá là nó choáng luôn đấy nhỉ. Tức là game bây giờ nó méo giống như ngày xưa bảo là làm tới 10 triệu đó là méo quá to ấy bạn nhỉ. Rồi. Bây giờ nó làm kinh thật. Thế cái đội ngày trước bây giờ là không có thằng nào chơi có sub kill rồi này, sub kill là người mới nhỉ. Anh ơi. Ôi. Sóc kêu này là cũ hay mới đây? Sóc kêu nè. Đây, thành viên này à. Đâu? Đấy nó đang trong PT mình đấy, đấy là người cũ hay người mới đấy. Sóc kêu là mình có sóc kêu nào? Đang PT của mình đây thì phải nè. À không, có trong PT đâu. Nó trong party đâu bạn. Nói chung là đa số những anh em đây toàn anh em mới thôi. Anh em cũ tôi có bảo rồi mà đợt vừa rồi tôi nghỉ game MU tôi bảo nghỉ tôi làm cái mới này tôi cũng bảo rồi mà. Các bạn bây giờ anh em người ta đang chơi mình không thích bảo gọi đi nó khó. Nhưng server cũ đấy thì vẫn đang chơi à? Các anh em server cũ họ vẫn đang chơi. Về phải win 3 hết rồi nhỉ? Đâu mới win 2.5 gì vậy? Chậm thế á? Nhưng mà mạnh toán nhá. Server 2 em ơi, server 2 Takan nhé, PLC đẹp trai phát 1, 2, 3. To phết đây gì? Am hơn 2.000 ấy. Tôi tăng 2k gì? 2k 2 đam to. Ừ, ra ngoài như này tôi thấy như này là đam to đấy. Ông biết tôi đam được bao nhiêu? Hả? À, biết tôi đam được bao nhiêu? Được có 795. Bao nhiêu? 95 máu á? 795. Phải nhỉ. 795 nó cũng to chứ nữa. To gì? DK tôi cứ cộng đều thôi, tôi không cộng nguyên đam. Con đây của ông là DK à? Đó thì con Dark Wai. Dark Wai. Ông xem con DK của ông đam được bao nhiêu? Con DK tôi tăng đam được hơn 1.000. Giờ trang 2.000 nhanh nhẹn 1.000. Em này em 500, máu 300. Đam được hơn 1.000. Đều. Nó vừa cầm cái dìu và chỉ cần vô ở cũng thế hơn được tí sức mạnh 1.500 nhìn nhẹ 1.200 ô chơi chưa căng không nhỉ. Lơ anh em nhé, tôi nghỉ MU được một thời gian đấy, bây giờ quay lại MU chơi nó vẫn có cảm giác như là rất thích thú. Thế nào đấy hả? Chị bé tôi có khách tí nhá. Mạnh nhá. Ừ ok bạn ơi.
345 này. Hello xíu nhá. Thế là tầm nào bạn về đấy bạn ơi? Chắc tôi hỏi tầm nào bạn về. Tôi chạy leo vào thôi. Cho nên chạy leo vào cho nó mắc rồi, reset này mắc rồi bạn ơi. Thế là tất cả này mấy anh em mới vào nhé, buổi chiều tốt lành anh em ơi. Đầu là đa số mình là hay đi gọi là đi chạy in thôi. Mai ngày kia cũng đi săn được boss anh em. Cái này chưa săn được. Ok, cảm ơn Đạt nhé. Ok, cảm ơn Thu Vong, bọng Thu Vong.
Cảm ơn tất cả anh em nhé. Hiện tại mình xem lên phép offline đây anh em ơi. Chào tạm biệt anh em nhé.